Về sau, nàng ta không tìm nữa, muốn rời khỏi cung điện, muốn quay về tìm Nhiêu Hữu Đạo. Nhưng Nhiêu Hữu Đạo không phải người bình thường, sớm đã có mưu đồ, trước đó cố ý lượn vòng trong điệp mộng huyến giới, làm cho phương hướng thất loạn bát tao. Đạo đạo, người ở đâu? Đạo đạo, ta tìm không thấy ngươi. Nàng đứng trên đỉnh một ngọn cây, lẩm bẩm một mình, nhìn ra thế giới vừa xa lạ vừa quen thuộc. Về sau, nàng đưa tay của mình lên nhìn, phát hiện tay của nàng đã chậm rãi biến thành bén nhọn gương mặt của nàng cũng xuất hiện hoa văn màu bạc, nàng ta không biết vì sao mắt của mình lại thường có nước mắt. Cuối cùng, thời gian bí cảnh thiên đô mở ra đã sắp đến gần. Mao Lư Sơn Trang, như hữu đạo chào từ biệt mọi người. Thương Triều Tông và Thương Thục Thanh đều đến đưa tiễn, chiến trường đóng băng nhưng vẫn phải có người tỏa chấn, cho nên mông Sơn Minh ở lại canh giữ. Những gì cần nói đều đã nói. Trước khi đi, Quản Phương Nghi cùng với Nhiêu Hữu Đạo đến trước mộ hắc mẫu đơn. Im lặng một hồi, nhiều hữu đạo thở dài lần đi này không biết có còn sống để trở về hay không quản phương nhi mỉm cười cười rất gượng ép đừng nói mấy lời ủ rũ đó nữa người khác ta không biết nhưng ngài muốn lộng chết ngài sợ là không dễ dàng như vậy cho ngài này bà ta móc ra một tờ kim phiếu Nhiều hữu đạo kỳ quái hỏi để làm gì quản phương nhi cười tủm tủm ngài chỉ là một tên quỷ nghèo trên người chẳng có đồng xu nào cả số tiền này ngài giữ đi có khi sẽ phát huy được tác dụng nghiêu hữu đạo đẩy trở lại ở trong đó chẳng có chỗ tiêu tiền mang theo nhiều tài như vậy ngược lại dễ gây phiền toái cho mình không cần đâu hắn đã nói như thế quản phương nghi cũng không miễn cưỡng nhưng lại móc ra hai tấm thiên kiếm phủ đưa cho hắn vậy ngài cầm cái này để giữ phòng thân nghiêu hữu đạo kinh ngạc không phải cô bảo chỉ còn một tấm thôi sao quản phương nghi nói bảo hứa lão lục đi mua nghiêu hữu đạo cười ha hả cái này thì hắn nhận đồng thời dặn dò ta không có ở đây tô chiếu kia cũng đừng giữ lâu không thành được người một nhà thì trực tiếp xử lý. Nếu hầu tử có ý kiến, cô cứ bảo là ta dặn. Được, quản phương nghi gật đầu, như hữu đạo nhìn thẳng vào hai mắt quản phương nghi, nhớ kỹ, nếu ta không về được, cô hãy đến yêu ma lĩnh tìm triệu hùng ca. Bên đó chắc chắn sẽ có người sắp xếp thỏa đáng cho cô. Quản phương nghi hiểu ý của hắn, cười khổ ta thật sự không biết cao tầng ma giáo là gì. Cho dù có, trải qua nhiều năm như vậy, đàn ông cũng đã sớm nhìn thấu, ta sẽ không phụ thuộc vào chuyện lấy lòng đàn ông mà sống nữa. Không cần phải như vậy, như Hữu đạo nói, Hồng Nương, không phải ta bảo cô phụ thuộc vào ai, mà là muốn cô sống tốt, muốn cô có thể tìm được chỗ ổn thỏa để đặt chân. Nếu ta không về được, nơi này chắc chắn sẽ sinh biến. Liên lụy lợi ích quá lớn, các người ngăn không nổi đâu. Đến lúc đó, đám người thương chiều tông thân bất do so kỷ, sẽ không vì một người đã chết mà dung nạp các người. Đầu nhập người khác cũng là chuyện tất nhiên thôi người tiếp nhận chỗ này sẽ không để cho thế lực của ta tiếp tục tồn tại tất sẽ diệt trừ đến lúc đó phù vân tông lưu tiên tông linh tú sơn vì để tự vệ rất có thể sẽ là người ra tay đầu tiên với mọi người như vậy không ai đảm bảo cho mọi người tình huống của mọi người sẽ rất nguy hiểm hãy nghe ta trước tìm một nơi đặt chân về sau hãy tính trước mắt ta cũng chỉ có thể nghĩ được như vậy chuyện tương lai ai cũng không nói được rõ ràng ta có nghĩ nhiều cũng vô dụng chương 1112, đạo gia bảo trọng. Nói đến đám người phù vân tông, quản phương nghi hoài nghi hỏi, ý của ngài là, đến lúc đó ta không cần phải để ý đến bọn họ. Nghiêu hữu đạo nói, cô có muốn quản cũng quản không được. Ta không có ở đây, cô không áp chế nổi bọn họ đâu. Bọn họ sẽ không nghe theo lời của cô, nói có lẽ khó nghe một chút, nhưng hiện thực chính là như vậy. Cô không cần quan tâm đến bọn họ, cô chỉ cần đem huynh đệ của mình đi, bởi vì có mang theo nhiều người cũng không thích hợp, cô mang theo huynh đệ của phù phương viên đến yêu ma lĩnh là được người khác không cần cô lo sau đó cô chỉ cần quan tâm những người cần quan tâm là ổn sau đó quản phương nghi cắn răng hỏi thế đám lão hòa thượng lão hùng thì sao nghiêu hữu đạo cười ha hả một đám hòa thượng chẳng nguy hại không ai làm khó bọn họ đâu hơn nữa trong tay bọn họ nắm giữ biện pháp trưng cất rượu ai cũng dùng được cô yên tâm đi bọn họ sẽ sống tốt lão hùng thức thời lắm Quản phương nghi hỏi, hầu tử thì sao? Nghiêu hiểu đạo lắc đầu, hắn ta đồng ý đi theo cô, cô có thể mang theo hắn ta. Nhưng ta đoán chừng hắn không đi với cô đâu. Hầu tử có suy nghĩ của mình, người toàn cơ bắp. Cô có miễn cưỡng cũng không được, mà cũng không cần miễn cưỡng. Ta đoán chừng hắn ta sẽ ở lại bên cạnh thương triều tông. Cho nên, cô cũng không cần quan tâm hắn ta. Ta không có ở đây, cũng chỉ có thể buông tay, tùy hắn ta đi con đường của mình. Tan đàn sẻ nghé, sau khi thế lực của ta tan rã, chỉ cần các người đi hết, một mình hắn ta ngược lại an toàn hơn. Ở chung với Thương Triều Tông nhiều năm như vậy, ít nhiều ta cũng hiểu được nhiều điểm. Ít nhất bây giờ y vẫn còn chưa vô tình vô nghĩa. Nếu không, ta sẽ không giúp y ngồi vào Nam Châu như ngày hôm nay, mà y cũng không sống được đến ngày hôm nay. Nhiều người thì không được, nhưng chỉ một mình hầu tử, đám người Thương Triều Tông có thể bảo vệ hắn ta. Về phần sau này sẽ thế nào, đó không còn là chuyện ta có thể quan tâm nữa. Trong lòng quản phương nghi rất khó chịu, miệng lẩm bẩm ngài nghĩ thì thoáng rồi. Nhưng nếu không về được, chẳng lẽ ngài không cảm thấy khó chịu sao? Nghiêu hữu đạo hơi buồn, nói, khó chịu thì làm được gì? Khó chịu, trải qua nhiều quá cũng cảm thấy quen thuộc. Quản phương nghi khinh bỉ, ngài nói giống như ngài cao tuổi lắm rồi đấy. Nghiêu hữu đạo cười ha hả, thật ra tuổi tác của chúng ta cũng không chênh lệch nhiều. Quản phương nghi cao mày, ô, đây là đang tỏ tình sao? gương mặt nghiêu hữu đạo hiện lên vẻ chọc tức, nói thật cô cũng không tin. Sau khi hai người trao đổi xong thì quay về Sơn Trang, một đám người đang đứng trước cửa Sơn Trang chờ hắn. Phi cầm cỡ lớn đã được chuẩn bị xong, phí trường lưu, hạ hoa, trịnh cửu tiêu một lần nữa hướng nghiêu hữu đạo biểu hiện, đệ tử ba phái tiến vào bí cảnh thiên đô sẽ giao cho hắn, đồng thời dặn dò đệ tử tiến vào bí cảnh phải nghe theo sự phân phó của nghiêu hữu đạo. Tương tự, trong toàn bộ giới tu hành nước yến ba phái cũng phải đưa ra danh ngạch tiến vào bí cảnh thiên đô một môn phái một người ba phái biết ba đại phái nước yến nể mặt như hữu đạo cũng không bắt đưa thêm người trưởng môn vạn động thiên phủ tư đồ rượu thở dài lão đệ đi thôi ông ta là người buồn bực nhất trưởng môn vạn động thiên phủ như ông ta cũng phải tiến vào bí cảnh thiên đô trưởng môn tham gia ở các chư quốc là rất hiếm thấy cũng không còn cách nào vạn động thiên phủ vẫn là môn phái tu hành ở nước triệu Lần này bất đắc dĩ bị buộc phải vạch mặt với nước Triệu. Ba đại phái của nước Triệu nhìn Vạn Động Thiên Phủ với sắc mặt tốt mới là lạ. Quyền đề danh nằm trong tay ba đại phái, hậu quả là có thể nghĩ. Nước Triệu đề cử một đống cao tầng của Vạn Động Thiên Phủ, một trưởng lão của Vạn Động Thiên Phủ cũng chạy không thoát. Ngay cả trưởng môn cũng có mặt, rõ ràng là muốn thừa cơ phá đổ Vạn Động Thiên Phủ. Trong tình huống bình thường, cũng không môn phái nước nào dám đắc tội với môn phái đứng cùng hàng với Phiêu Miểu Các. Vạn động thiên phủ chỉ là đúng lúc gặp phải tình huống đặc biệt. Nước triệu muốn đuổi cùng giết tuyệt bọn họ, bọn họ không phản kháng cũng không được. Cũng may mà bị quy tắc hạn chế, không để cho một môn phái phái ra quá nhiều người. Nếu không, sẽ không đạt được mục đích không thể nói rõ của phiêu miểu các. Các quốc gia đều phải đưa ra một 000 người tham gia, trong đó các môn phái ngang hàng với phiêu miểu các có 100 danh ngạch, còn lại là các môn phái khác. Các môn phái khác nhiều nhất cũng chỉ phái ra 50 người vạn động thiên phủ đã lấp kín 50 danh ngạch này. Cũng may đằng sau vạn động thiên phủ còn có nước yến làm chỗ dựa. Nếu không, nội một mẻ hốt gọn cao tầng như thế này, vạn động thiên phủ hẳn sẽ phải lộn xộn. Bây giờ có nước yến hỗ trợ đè xuống, đám cao tầng có đi cũng yên tâm hơn. Lần đi này cũng không còn lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể đứng bên phía nước yến, không đứng cùng đoạn đội với nhiều hữu đạo là không được, mặc dù biết đi theo hắn là rất nguy hiểm. Thật sự không nghĩ đến còn có tán tu, lão đệ, Nam Châu không thể thiếu đệ, ta ở đây chờ đệ về. Trưởng môn hoàng liệt thay mặt đại thiền sơn đến đưa tiến vỗ cánh tay như hữu đạo, cảm khái vô hạn. Như hữu đạo nhìn ông ta bằng ánh mắt cổ quái, hình như không có ý tốt. Có nhiều thứ không cần nói rõ, mọi người biết rõ trong lòng là được. Đi thôi, như hữu đạo lên tiếng, mọi người nhảy lên một loạt phi cầm cỡ lớn. Đi cùng nhau đều là cao tầng các phái, số lượng phi cầm lại có hạn. Vạn động thiên phủ nhiều người như vậy cũng chờ không hết người cưỡi ngựa đã sớm xuất phát từ trước những người còn lại đều sát thời gian mới đi có phi cầm rồi cũng không cần đi quá sớm cũng có thể gặp mặt những người kia đạo gia thương thục thanh vốn không có cơ hội nói chuyện với Nhiêu hữu đạo nhịn không được kêu lên người cũng bước ra Nhiêu hữu đạo dừng bước quay lại nhìn nàng trước mặt bao người thương thục thanh nhiều lần muốn nói rồi lại thôi cuối cùng chỉ nói ngắn gọn một câu đạo gia bảo trọng thương triều tông biết tâm tư của em gái ánh mắt nhìn em gái cũng rất phức tạp trong lòng khó chịu vô cùng. Em gái y vốn là một cô gái yêu tú hiếm có, tư thái cũng không thể chê được. Nhưng bởi vì gương mặt xấu xí, đến giờ vẫn còn chưa lấy chồng. Trước kia, bởi vì gia đạo xa sút làm trễ nãi hôn sự. Bây giờ, bất luận là quyền thế hay địa vị đều có thể giải quyết hết, Thương Triều Tông cũng có lòng tìm kiếm cho Thương Thục Thanh, nhưng nàng không chịu. Bây giờ, Thương Thục Thanh không phải là tiểu thư khuê các lúc nào cũng ở trong phòng, mọi thứ tùy người nhà làm chủ, thương triều tông cũng không miễn cưỡng được nàng đối với gương mặt của nàng như hiếu đạo cũng đã cho bọn họ một câu trả lời chắc chắn không chỉ hắn không có cách thượng thanh tông cũng giải không được quận chúa cũng phải bảo trọng nhiều hơn như hiếu đạo khách sáo đáp lại một câu sau đó quay người một loạt phi cầm bay lên không một đám người phi thân lên khống chế phi cầm bay lượn trên không vài vòng sau đó cùng nhau bay về phía chân trời mao lư sơn trang một đám người đưa mắt nhìn theo thanh nhi Thương Triều Tông bước đến trước mặt Thương Thục Thanh, Thương Thục Thanh cũng không lên tiếng, chậm rãi cúi đầu. Mọi người đều nhìn nàng, có một số việc, thật ra mọi người đã sớm nhìn thấu, nhưng rất nhiều chuyện cũng không còn cách nào, mọi người cũng không thể giúp được một tay. Nếu là năm đó, mọi người còn có thể giúp đỡ tác hợp một chút. Khi đó, thân phận của Thương Thục Thanh đủ xứng với Ngưu Hữu Đạo. Nhưng tình huống năm đó lại không thích hợp, ai có thể nghĩ đến lại có sự thay đổi nhanh như vậy. Đợi đến khi đứng vững gót chân, nhiều hữu đạo đã không còn là nhiều hữu đạo năm đó. Thân phận và địa vị áp đảo huynh muội thương thị, ngay cả trưởng môn tử kim động cung lâm sách cũng phải đưa nghĩa nữ là Văn mặc Nhi đến. Tình huống có thể tưởng tượng được, ai còn có thể đi khuyên nhiều hữu đạo cưới người quái dị này chứ? Trường 1113, Thiên Cốc Bạt Kiếm một Nhiều hữu đạo không có ý đó, cũng không đáng phải lấy phương thức thông gia để khống chế Nam Châu. Vì thế, mọi người mở miệng hoàn toàn không thích hợp. Nói trắng ra, thương thuộc thanh như vậy, đã không xứng với nhiều hữu đạo. Có một số việc một khi bỏ qua, khả năng sẽ vĩnh viễn bỏ qua. Thiên lao tống kinh, la chiếu vừa tiếp nhận thẩm vấn xong được giải về phòng giam. Trạng vạng tối, cửa thiên lao một lần nữa mở ra. Lần này kéo theo một người khác, là Văn Du, ngưu sĩ tâm phúc của La Chiếu, người toàn vết máu loang lổ. Hắn ta không có được đãi ngộ tốt như La Chiếu, nhân viên thẩm vấn đã dùng hình với hắn ta. Nghe được tiếng vang, La Chiếu chỉ nhìn qua hàng rào phòng giam. Ánh sáng trong nhà lao không tốt, cũng không thấy rõ là ai, chỉ ước chừng người đó bị nhốt cách mình mấy gian. Tiếng bước chân rời đi, lại có tiếng bước chân đến, có người đứng bên ngoài phòng giam, một gương mặt quen thuộc đang mỉm cười, đại đô đốc chịu khổ rồi. Đại tổng quản, La Chiếu kinh ngạc, người đến chính là tổng quản đại nội Mạc Cao. Mạc Cao bảo cai ngục mở cửa, lấy hộp cơm từ tay thái giám bên cạnh bước vào, để hộp cơm lên trên bàn bày ra trước mặt, bệ hạ bảo lão nô mang chút rượu thịt đến cho đại đô đốc. Tạ bệ hạ, giọng nói la chiếu trầm xuống, bày thức ăn xong, mạc cao xoay người nói, sự việc đến nước này rồi, áp lực của bệ hạ cũng rất lớn. Bệ hạ đã phái người tìm kiếm tôn phu nhân khắp nơi. Chỉ cần phu nhân trở về, tất sẽ đến lăng tiêu các làm loạn. Lăng tiêu các sẽ tạo áp lực với triều thần, triều thần nhất định sẽ nhả ra. Đến lúc đó đại đô đốc có thể ra ngoài, la chiếu hỏi, có đầu mối gì sao? tạm thời còn chưa có. Mạc Cao lắc đầu, cố ý nhắc nhở một câu, chẳng những trong chiều xuất hiện mâu thuẫn, nội bộ ba đại phái cũng xuất hiện mâu thuẫn. Áp lực của bệ hạ rất lớn, có người cảm thấy cơ hội đã đến, muốn bệ hạ tự nhận lỗi thoái vị, ngay cả ba đại phái cũng đã hoạt động. Đại đô đốc hiểu ý của lão nô chứ, la chiếu khẽ gật đầu, đây là muốn y tiếp tục chống đỡ sự việc, mà cao nói, hiểu là tốt rồi, cho nên, đại đô đốc nhất định phải một ngụm cắn chết. Bệ hạ sở dĩ đồng ý đều là bị ngươi mê hoặc, bởi vì sự kiên trì của ngươi mà bất đắc dĩ. Chỉ cần bệ hạ ổn định thế cục, đại đô đốc sớm muộn gì cũng sẽ ra ngoài, chỉ là tạm thời chịu chút thiệt thòi mà thôi. La Chiếu cười lạnh, đã đến nước này rồi còn nội đấu. Mà cao thở dài, ai nói không phải chứ, càng loạn, lại càng toát ra nhiều yêu ma quỷ quái. Cái này chính là nhân tâm. Hai, bây giờ chó dại quá nhiều, ta đến đây cũng không dễ dàng, đại đô đốc có lời gì cần lão nô chuyển cáo cho bệ hạ không la chiếu nói rượu được rồi bao no mạc cao gật đầu đồng ý sau đó chắp tay quay người rời đi đây là lần đầu tiên nghiêu hữu đạo đến phiêu miểu các bí cảnh thiên đô cách phiêu miểu các không xa người tiến vào bí cảnh cũng không có tư cách bước vào phiêu miểu các chỉ có thể từ xa đứng nhìn khí thế của phiêu miểu các một chút đám người nghiêu hữu đạo có phi cầm không cần lặn lội đường xa sát giờ mới tới bởi vậy được xem là nhóm đến tương đối trễ. Khi bọn họ đến, trong một sơn cốc gần thiên đô phong đã tụ tập không ít tu sĩ và tán tu từ khắp nơi đến. Sơn cốc này được gọi là thiên cốc, vừa lúc nằm ngay cửa vào bí cảnh thiên đô. Khi đám người nghiêu hữu đạo đến, ít nhiều vẫn tạo nên sự rối loạn. Một loạt phi cầm đáp xuống, mọi người không biết là ai. Chiến trận phô trương như vậy chỉ có đệ tử vạn thú môn lúc trước mà thôi. Cũng không còn cách nào, vạn thú môn là nơi bán phi cầm cỡ lớn. Đệ tử lớn nhỏ tiến vào bí cảnh Thiên Đô đều được phi cầm cỡ lớn đưa tới, các môn phái khác không thể so sánh được. Phi cầm cỡ lớn đáp xuống bên ngoài sơn cốc, đưa người đến xong thì quay về, nơi này không phải là nơi ở lâu. Ngoài sơn cốc có người của phiêu miểu các phụ trách xác nhận thân phận người đến. Được biết người đến là tu sĩ nước Yến và nước Triệu, bên này lập tức gọi người của ba đại phái nước Yến và nước Triệu đến xác nhận có sai lầm gì không. Nếu như xảy ra sơ suất hoặc có người giả mạo người của ba đại phái hai nước phải gánh chịu trách nhiệm nước yến hỗ trợ xác nhận thì dễ dàng rồi nước triệu bên kia sắc mặt chẳng tốt gì cũng không có khả năng nhìn đám người tư đồ rượu bằng ánh mắt dễ coi hai mẹ con vân cơ là bạn của ngưu hữu đạo cùng nước triệu loạn thành dạng như vậy cũng không có khả năng kết bạn với tu sĩ nước triệu nếu không sự xấu hổ và nhục nhã trên đường đi là khó tránh khỏi tương tự như vạn động thiên phủ vân cơ và vân hoan đều bị nước triệu đề danh điểm tên rất nhiều chuyện trước kia không nghĩ đến. Ngay từ đầu, khi Đỗ Vân Sơn đến Nam Châu giúp Nghiêu Hữu Đạo, mẹ con họ không nghĩ đến nước Triệu sẽ tiến đánh Nam Châu, chỉ vì hóa giải hoài nghi của phiêu miểu các mà đến Nam Châu thôi. Đợi đến khi nước Triệu ra tay với Nam Châu, hai mẹ con đã không còn đường lui. Trước khi bại lộ quan hệ với Nghiêu Hữu Đạo, nước Triệu đã hoài nghi lập trường của Đỗ Vân Sơn, há để lại hậu hoạn, buộc mẹ con họ ra tay với Nam Châu, không cho bọn họ cơ hội hàm hồ nghiêu hữu đạo đang nắm bí mật rất lớn của vân cơ trong tay làm sao có thể ra tay với nam châu chứ cộng thêm nghiêu hữu đạo cũng chẳng phải loại người lương thiện muốn nhân cơ hội này nắm giữ thế lực độ vân sơn cũng đã đưa ra yêu cầu nhờ độ vân sơn hỗ trợ vân cơ lựa chọn được sao bày yêu độ vân sơn chỉ có thể phản bội nước triệu đầu nhập vào nghiêu hữu đạo bây giờ độ vân sơn đã không còn trở về được nữa chỉ có thể phụ thuộc vào nghiêu hữu đạo mặc dù nghiêu hữu đạo rất khách sáo nhưng trên thực tế lấy vân cơ cầm đầu bầy yêu độ vân sơn đã không thể không thần phục như hữu đạo quan hệ xoay chuyển vân hoan là người cảm khái nhất nhớ ngày đó y hoàn toàn không để như hữu đạo vào mắt bây giờ ngoài mặt thì là huynh đệ kết bái trên thực tế đã cúi đầu xưng thần thực lực mẫu thân có mạnh hơn nhưng khi đối mặt với như hữu đạo cũng phải khuất phục đồng dạng cảm khái còn có quản phương nghi chỉ bỏ qua một viên vạn thú linh châu bây giờ toàn bộ yêu tu của độ vân sơn đều do hắn nắm giữ hắn đối với mối thù hắc mẫu đơn ẩn mà không phát, kéo người của Hiểu Nguyệt Các đến bên cạnh trợ lực, lại nắm giữ trưởng lão triều kính của vạn thú môn trong tay. Để tranh đoạt quyền khống chế Nam Châu, hắn và Thiên Ngọc Môn đấu tranh không ngừng, cuối cùng đã thành công đá đi Thiên Ngọc Môn. Bây giờ lại kéo Đại Thiền Sơn đến, vững vàng áp chế, một mực nắm giữ quyền lên tiếng ở Nam Châu. Đối mặt với chiến hỏa uy hiếp, để thế lực Kim Châu lui vào Nam Châu là một quyết sách quan trọng. Bây giờ, vạn động thiên phủ dường như trong lúc vô tình đã bị như hữu đạo tóm lấy xu thế phía sau là có thể tưởng tượng rất khó thoát khỏi sự khống chế của như hữu đạo thế cục đã không còn do vạn động thiên phủ chi phối nữa khống chế được vạn động thiên phủ sắp tới là tăng cường kềm chế đại thiền sơn lại càng nắm chặt quyền lên tiếng ở nam châu bây giờ bất luận là thực lực nắm giữ trong tay hay là lực ảnh hưởng đối với nam châu đám người thương triều tông trước mắt cũng đã mất đi sự lựa chọn bây giờ phú vân tông lưu tiên tông linh tú sơn thì không cần phải nói ba phái đối mặt với nghiêu hữu đạo chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời ba trưởng môn khi gặp nghiêu hữu đạo cũng phải cung kính gọi hắn một tiếng ra trên tay nghiêu hữu đạo nhìn thì như không có thế lực của mình trên thực tế hắn lại có thể đứng trong bóng tối kéo được một đống thế lực đến cho hắn ra lệnh bây giờ dường như nghiêu hữu đạo đã có sự lựa chọn chiến lược mới muốn gia nhập tử kim động quản phương nhi tự đáy lòng lo lắng cho tử kim động nghiêu hữu đạo nhìn thì như khiêm tốn nhưng thật ra chỉ là che giấu mà thôi. Chương 1114, Thiên cốc bạt kiếm 2. Trên thực tế khi công thành chiếm đất, hắn hoàn toàn không chút nương tay, tiến thoái có mức. Khi cần nhượng bộ, hắn có thể nhịn xuống, khi cần ra tay, cảm thấy thế cục phải cần có phi cầm cỡ lớn để làm việc, đã không từ thủ đoạn mà đạt được mục đích của mình. Mục đích đạt được, người bên ngoài, thậm chí là bên trong cũng không biết hắn đào đâu ra được đám phi cầm cỡ lớn này. Như hữu đạo sao có thể tùy tiện đưa ra quyết định trọng đại chứ? Một khi Tử Kim động để sói đội lốt cừu cử qua cửa, quản phương nghi thật sự lo lắng cho Tử Kim động, không biết trong tương lai Cung Lâm Sách có hối hận hay không. Một khí đồ bị thương Triều Tông vứt bỏ, gần như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, từ trong bóng tối tạo ra được một thế lực đủ để khống chế cả một nước. Hắn còn trẻ như vậy, bà ta lăn lộn theo hắn, tận mắt nhìn thấy chuyện nhiều không kể xiết, thử hỏi sao bà ta có thể không cảm khái chứ? nhìn quân dễ được một tướng khó cầu một người có tác dụng cực lớn đối với thượng thanh tông như vậy thượng thanh tông lại từ bỏ đến mức trở thành một môn phái nghèo túng phải ăn nhờ ở đậu mỗi lần quản phương nghi nghe được tin tức có liên quan đến thượng thanh tông thật không biết nên đánh giá thượng thanh tông như thế nào viên cương hiểu rõ nghiêu hữu đạo nhất thì không có cảm xúc gì thậm chí cũng không suy nghĩ nhiều viên cương nghĩ đạo gia vốn nên như vậy đây cũng là tại sao lúc trước hắn ta lại nói với thương thục thanh đạo gia còn quan trọng hơn tu vi của hắn ta lúc này nghiêu hữu đạo có chút ngoài ý muốn bởi vì hắn gặp được một người quen đã lâu không gặp đến lượt hắn tiến lên đăng ký xác minh hắn nhìn thấy người phụ trách lo liệu việc này chính là trưởng quỹ khách sạn yêu nguyệt thành trích tinh cũng là người được hưởng chỗ tốt của hắn bạch ngọc lâu nghiêu hữu đạo mỉm cười gật đầu nhưng bạch ngọc lâu vẫn thở ơ mặt không thay đổi nếu đã như vậy nghiêu hữu đạo cũng không dư thừa làm chuyện khác sau khi xác minh thân phận xong thì đi qua Đợi mọi người hoàn tất thủ tục, cũng không có vấn đề gì, tất cả đều qua cửa tiến vào sơn cốc. Trong sơn cốc sớm đã có một đám người chờ sẵn, trưởng lão vạn động thiên phủ Lê Vô Hoa bước nhanh đến, nói với tư đồ diệu, trưởng bên, bên nước triệu không cho chúng ta chiếm chỗ, trước mắt chỉ có nước yến chưa chấp chúng ta. Ông ta nói chính là chỗ đặt chân trong sơn cốc, thiên cốc đã trải qua rất nhiều lần bí cảnh thiên đô mở ra. Các nước đến đây, cũng phân chia thế lực rõ ràng, chiếm một địa bàn để mở sơn động cư trú bây giờ nước triệu lại không cho vạn động thiên phủ ở trục xuất ra bên ngoài tư đồ rượu gật đầu biểu hiện đã biết cũng nhịn không được mà thở dài bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía người nước triệu đang ngăn đằng trước không biết nghênh đón bọn họ sẽ là cái gì quỷ mẫu đã đến trước nàng ta không giống vân cơ quan hệ căng thẳng với bổn quốc dùng thân phận tu sĩ nước tề cùng tu sĩ nước tề đến đây đại đa số tán tu đều là tán tu bình thường bây giờ trên cơ bản đều bị thế lực các nước lôi kéo ngoại trừ một số tán tu thực lực tuyệt đỉnh có năng lực cửa tuyệt phần lớn tán tu bên ngoài đều bị thế lực các quốc gia tìm đến cửa cũng không còn lựa chọn nào khác sau khi tiến vào bí cảnh thiên đô cũng chỉ có thể nghe theo lệnh của người lôi kéo mình nếu không chính là tự tìm cái chết lựa chọn lần này ảnh hưởng không chỉ hiện tại mà còn có tương lai sau khi rời khỏi bí cảnh thiên đô bọn họ sẽ đứng trên vị trí đối kháng với các thế lực khác về sau khó mà lo cho thân mình quỷ mẫu vốn định đến chào hỏi kết quả phát hiện có một đám người không có hảo ý đang nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo đành phải nhẫn nại đứng một bên không bước đến đám người nghiêu hữu đạo không thể không vào cuối cùng rằng có với một đám tu sĩ nước triệu trưởng lão chủ quản ba đại phái nước triệu phái đến chính là vạn đồng phúc của lạc hà sơn trang vương bất không của quy nguyên tông minh tĩnh của tu tiên giáo dẫn đầu dàn hàng ngang đứng trước nghiêu hữu đạo nghiêng đầu nghe người bên cạnh nhẹ giọng giới thiệu thân phận của ba người cười nói chư vị các người đang tính gây chuyện à Vạn đồng phúc của Lạc Hà Sơn Trang khinh thường nói, lão phu không nói nhảm với người sắp chết. Người sắp chết, như hữu đạo ừm một tiếng, nếu như vậy, tại sao lại phải chặn đường phân cao thấp? Không thèm để ý đến hắn, vạn đồng phúc nhìn chằm chằm tư đồ rượu, tư đồ rượu, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đi đường nào, chọn sai đường cũng đừng hối hận, tư đồ rượu tức giận nói, đường, còn có đường có thể chọn sao? Các người căn bản không cho chúng ta đường sống, còn xin vạn trưởng lão nói cho ta biết, đường ở chỗ nào? Vạn Đồng Phúc nói, có một số việc, phục tùng đại cục, để Vạn Động Thiên Phủ tạm hy sinh chút cũng tránh không được. Ta ở đây chờ ngươi, tất sẽ cho Vạn Động Thiên Phủ một cơ hội, điều kiện tiên quyết là Vạn Động Thiên Phủ phải xuất ra thành ý. Chỉ cần có thành ý, ta cam đoan, Kim Châu vẫn là Kim Châu của Vạn Động Thiên Phủ. Tư Đồ Diệu nói, các người muốn thành ý như thế nào? Vạn Đồng Phúc nói, thành ý cũng đơn giản thôi, sẽ nhìn xem hành động của Vạn Động Thiên Phủ ngươi tiến vào bí cảnh thiên đô như thế nào, đứng bên nào tất sẽ làm chuyện của bên đó vừa nói ông ta vừa liếc mắt nhìn như hữu đạo như hữu đạo cũng đưa mắt nhìn lại đám người này muốn vạn động thiên phủ đánh bọn hắn sao như hữu đạo cảm thấy buồn cười vạn động thiên phủ đối kháng với sự chém giết đẫm máu của ba đại phái nước triệu thế cục chiến trường bây giờ cũng không phải do vạn động thiên phủ muốn làm thế nào thì làm thế đó hắn tin rằng chỉ cần tư đồ rượu không mốc thì sẽ biết lựa chọn như thế nào hắn vỗ cánh tay tư đồ rượu tư đồ trưởng môn các người cứ chậm rãi thương lượng, chúng ta sẽ không quấy dày. Hắn quay sang nói với đám người cản đường, chó ngoan không cản đường, làm phiền tránh sang một bên. Vừa nói, hắn vừa xông về phía trước, nhưng mặc hắn nói cái gì, người nào cũng đứng yên bất động. Giác, âm thanh một tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ vang lên, thanh kiếm đang trống trên mặt đất bỗng nhiên được rút ra. Một luồng hàn quang dùng tư thế xét đánh không kịp bưng tai bay ra khỏi vỏ, hai luồng máu bắn tung tóe. Trưởng lão lạc Hà Sơn Trang Vạn Đồng Phúc và trưởng lão Minh Tĩnh của Tụ tiên giáo đồng thời gặp nạn. Có thể nói bị tập kích với khoảng cách gần như vậy, ai cũng trở tay không kịp. Không ai nghĩ đến lại có người dám ra tay ở đây, cho nên không ai phòng bị trước. Tốc độ bảo kiếm rút ra khỏi vỏ vô cùng nhanh, khiến người ta khó lòng ngờ tới. A, à, hai vị trưởng lão hét thảm đều bị chém thành hai đoạn. Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra thế? Chuyện xảy ra quá đột ngột, hai bên đều không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra những người sau lưng nghiêu hữu đạo cũng trở tay không kịp. Người cản đường của nước triệu thì sướng sờ, đột nhiên ra tay giết người, đột nhiên máu văng tung tóe. Người của hai bên như phát mộng, thậm chí còn kinh sợ và hoảng hốt. Đám người nước yến cứ tưởng mình nằm mơ, chuyện gì xảy ra thế? Sau khi biết được tu sĩ nước triệu đang chặn đường đám người nghiêu hữu đạo, tu sĩ nước yến tất không cam lòng yếu thế, lập tức cho người chạy đến. Tu sĩ nước yến còn định gia tăng thanh thế cho nghiêu hữu đạo, tất nhiên không muốn vứt đi khí thế của nước Yến, không nghĩ đến vừa chạy tới lại nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Trưởng lão tiêu giao cung Sơn Hải, trưởng lão Từ kim động nghiêm lập, trưởng lão linh kiếm Sơn Trử Phong Bình chủ quản một đám tu sĩ nước Yến trợn tròn mắt dừng bước. Lại có người dám ra tay ở đây, uống lộn thuốc hay là bị điên rồi. Bởi vì vẫn còn đang bị người nước triệu ngăn cản, bọn họ vẫn chưa biết là ai ra tay. Thấy tu sĩ nước triệu cản đường, không ít người từ trong những hang động bên trong sơn cốc thỏ đầu ra xem. Bọn họ vốn đang xem náo nhiệt, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, toàn bộ đều sợ ngây người. Chương 1115, dừng tay lại cho ta. Tu sĩ phiêu miếu các trông coi xung quanh ngẩn cả người, không biết chuyện gì xảy ra. Trưởng lão Vương bất không của Quy Nguyên Tông nước Triệu quá sợ hãi, vội vàng rút kiếm, chuẩn bị phản kích. Nhưng kiếm cương vừa ra khỏi vỏ, sắc mặt ông ta trong nháy mắt liền thay đổi, thậm chí là thất kinh, kiếm còn chưa vung ra đã quay đầu tránh né. Một kiếm của Ngưu Hữu đạo giết chết hai người, trong chớp mắt đã tra kiếm vào bao. Bảo kiếm cộng luôn cả vỏ kiếm đâm thẳng xuống đất, thủ pháp gọn gàng. Khi bảo kiếm đã trở lại vỏ, tay kia của Ngưu Hữu Đạo ném ra một phù triện, tuôn ra năng lượng hộ thể bằng bạc. Đang định huy kiếm chém xuống, Vương Bất không thiếu chút nữa kinh hãi la lên. Thiên kiếm phù, Ngưu Hữu Đạo lấy thiên kiếm phù ra cũng không phải dọa người, mà trực tiếp thi pháp, không hề do dự, vừa ra tay đã không cho bất luận kẻ nào có cơ hội phản ứng. Ra đầu tê dại, vương bất không nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có tình huống như vậy xuất hiện vội quay đầu bỏ chạy nghiêu hữu đạo phất tay dẫn ra năng lượng bàng bạc tập trung thành kiếm cương rất lớn dùng chi thế khai thiên tích địa gào thét chém đến vương bất không bản thân hắn nắm lấy chuôi kiếm phóng xuất kiếm cương thế như xét đánh về phía vương bất không sau khi giết vạn đồng phúc và minh tĩnh hắn đã để mắt đến vương bất không một khi đã đắc tội hắn hắn sẽ không bỏ qua đã ra tay và đã có cơ hội hắn sẽ không buông tha cho một nhân vật dẫn đầu nào của ba đại phái nước triệu vương bất không lăng không quay người huy kiếm dùng hết tu vi để ngăn cản ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ còn có thần sắc bi vẫn khó mà hình dung gần như là tuyệt vọng cạch 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 ba luồng kiếm cương như lôi đình bộc phát chém liên tục về phía vương bất không một bóng người giữa không trung bị chém tan tành thanh kiếm bị đánh bay ra ngoài người trong sơn cốc đều hít sâu một hơi tận mắt nhìn thấy vương bất không bị thiên kiếp phù chu sát Bên trong thiên kiếm phủ chứa đựng 12 đạo kiếm cương uy lực, không dùng cũng mất, như hữu đạo cũng không có ý định lãng phí. Sau khi giết vương bất không xong, hắn phất tay, liên tiếp đánh ra kiếm cương lôi đình về phía tu sĩ nước triệu. Tu sĩ nước triệu kinh hãi chạy tứ tán, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy kiếm ảnh lôi đình xuyên qua đám người, máu tươi văng lên. Nghe âm thanh động thủ, tu sĩ nước yến còn tưởng rằng bên phía nước triệu ra tay. Sau một phút kinh ngạc, tất cả khẩn cấp lao đến chuẩn bị viện thủ. Kết quả, cảnh tượng kế tiếp khiến cho bọn họ tưởng rằng mình nhìn lầm, bởi vì bọn họ nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo đang thi triển Thiên Kiếm Phù Đại Khai Sát Giới. Viện thủ cái gì nữa, về trước tránh một chút rồi nói sau. Một đám tu sĩ nước yến bị hù, lăng không quay đầu chạy trở về. Lúc này không trốn cũng không được, tên khốn Ngưu Hữu Đạo đang vùng kiếm cương chém loạn xả như chém dưa thái rau, hắn quả thật điên rồi. Thế công lôi đình liên tiếp phát ra quá mức dọa người, ai đụng phải chẳng khác nào muốn chết nhất định phải chạy trước cho chắc. 12 đạo thiên kiếm phủ phóng ra, nhưng trời lệch đất, bắn bay đất đá, huyết nhục văng tung vé Xen lẫn bên trong tiếng nổ là tiếng kêu thảm, 12 tiếng nổ tắt đi, không gian tràn ngập bụi mù. Như hữu đạo một chân giẫm trên chuôi kiếm xoay người rơi xuống đất, thuận tay đỡ kiếm trước người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh, gương mặt tràn đầy sát khí. Đây chính là mặt ác độc hiếm khi bộc lộ ra ngoài của hắn. Sư phụ, sư huynh, tu sĩ nước triệu chạy tứ tán kêu lên thảm thiết. Mắt thấy uy lực thiên kiếm phù đã hết, bọn họ làm sao có thể ngồi nhìn, nhanh chóng quay về, chuẩn bị phản công báo thù. Nưu Hữu Đạo bế ngế nhìn bốn phía, một tay đỡ kiếm, một tay lắc một cái, lại một tấm phù triện xuất hiện, ai can đảm thì xông lên thử một chút. Lại là một thiên kiếm phù, một đám tu sĩ vừa vào tới nhanh chóng ngừng lại, cảnh giác cao độ, nhìn chằm chằm phù triện trên tay Nưu Hữu Đạo. Cường địch vây quanh, Nưu Hữu Đạo vẫn đứng im tại chỗ, một tay chống kiếm, hai ngón tay kẹp thiên kiếm phù bình tĩnh chờ đợi tấm thiên kiếm phù trước đó là làm thật, còn tấm này là hù người. Lúc trước đã ngang nhiên ra tay, ai còn dám hoài nghi hắn đang hù dọa. Tu sĩ nước triệu bi phẫn không thôi, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Cầm thiên kiếm phù dọa người thì có chút rêu rao, nhưng nhiều hữu đạo cũng không sợ người khác nhìn thấy trên tay hắn có thiên kiếm phù. Hắn còn sợ người khác không biết hắn có. Ai muốn biết trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu tấm thiên kiếm phù, không sợ chết thì cứ đến kiểm tra. Đám người đi cùng Nghiêu Hữu Đạo cũng kinh sợ thối lui. Mặc dù trước đó Nghiêu Hữu Đạo không công kích bọn họ, nhưng bọn họ vẫn bị uy thế công kích đó dọa lui thật xa, sợ tai bay vạ gió. Kinh ngạc nhìn Nghiêu Hữu Đạo, mẹ con Viên Cương thối lui đến chỗ quỷ mẫu dưới vách đá. Đám người Vạn Động Thiên Phủ, ba phái Lưu Tiên Tông đều sợ ngây người, nét mặt không thể tin nổi. Mặc dù bọn họ rất quen thuộc với Nghiêu Hữu Đạo, nhưng phần lớn chưa bao giờ nhìn thấy Nghiêu Hữu Đạo ra tay. Bình thường như hữu đạo trong mắt bọn họ là người hòa khí, thanh kiếm trên tay giống như thanh quải trượng dùng để chống. Có thể nói chuyện thì chưa từng ra tay, từ trước đến nay, hắn luôn lấy lý phục người, chưa từng thấy như hữu đạo một câu không hợp liền đại khai sát giới. Đừng nói là hắn nói đạo lý, ngay cả việc cho người ta chỗ trống để nói đạo lý cũng không có. Đây là nghiêu hữu đạo sao, thanh kiếm không có dấu hiệu nào đã rút ra khỏi vỏ, vừa ra khỏi vỏ chỉ thấy máu người chết. Chẳng những bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, thậm chí ngay cả thiên kiếm phủ cũng ném ra theo không ra tay thì thôi vừa ra tay đã vô cùng độc ác đột nhiên ra tay cuồng bạo trong tình huống bị một đám người ngăn chặn giết tất cả mọi người đến trở tay không kịp có thể nói là huyết nhục văng tung tóe tư đồ rượu nuốt nước miếng một cách khó khăn vẫn còn chưa tỉnh mộng chủ quản ba đại phái nước triệu phái vào là vạn đồng phúc vương bất không minh tĩnh đã chết hết vừa nãy còn chắn đường uy hiếp cứ như vậy mà chết sạch nhìn tứ chi văng tung tóe trên mặt đất còn có vết máu còn mới, từ đồ rượu nhất thời không biết có bao nhiêu người đã chết trong tay Nhiêu Hữu Đạo. Dù sao đám người đang ngăn cản kia cũng không hề có sự phòng bị, đột nhiên bị Nhiêu Hữu Đạo tập kích, khẳng định chết không ít, đoán chừng có đến mười mấy người. Có thể nói những người đứng cản đường đều là đệ tử cốt cán nước triệu phái đến. Trong chớp mắt đã tổn thất nhiều cốt cán tinh nhuệ như vậy, ngay cả ba vị trưởng lão chủ quản cũng không còn, từ đồ rượu không biết người nước triệu tiến vào bí cảnh thiên đô về sau sẽ chơi như thế nào nữa. Cái khác thì không biết, nhưng có một điều tư đồ rượu có thể khẳng định. Bí cảnh thiên đô nhiều nhất là một ngày nữa sẽ mở ra. Nếu bên này truyền tin tức về nước triệu, sau đó ba đại phái nước triệu một lần nữa tổ chức nhân thủ bổ sung, thời gian hẳn đã không còn kịp nữa. Nhưng người khác thì không nghĩ nhiều như ông ta. Đám người vân cơ nhìn như hữu đạo đứng một mình, chỉ muốn hỏi hắn một câu, tại sao lại ra tay ở đây? Hắn chán sống rồi sao? Hay là hắn điên rồi? Trưởng lão Sơn Hải của Tiêu Giao Cung, trưởng lão nghiêm lập của Tử Kim Động, trưởng lão trừ phong bình của linh kiếm sơn dẫn đầu tu sĩ nước yến cũng ngơ ngác nhìn ngưu hữu đạo tên nhóc này uống lộn thuốc à trưởng lão trừ phong bình chết lặng hỏi một câu ông ta quay đầu lại nhìn một nữ đệ tử đang ngây người như phỗng đằng sau lưng không ai trả lời gương mặt trưởng lão nghiêm lập của tử kim động co quắp lại ông ta biết ngưu hữu đạo là người có liên quan đến lợi ích của tử kim động lớn bao nhiêu trước khi đi Cung lâm sách còn lặp đi lặp lại rất nhiều lần bảo ông ta tận lực đảm bảo an toàn cho ngưu hữu đạo nhưng tình huống bây giờ còn đảm bảo cái rắm. Chương 1116, phiêu miếu các có khách đến một. Bí cảnh còn chưa mở ra, người còn chưa vào trong, người này đã nổi điên giết chết người ta, còn bảo đảm như thế nào nữa? Đương nhiên, cũng không phải nhất định phải bảo đảm cho hắn. Trước khi đến đây, cùng Lâm Sách, Long Hưu, Mạnh Tuyên đã từng gặp nhau, cũng đã nhắc đến việc này, có nói muốn bảo đảm cũng phải nhìn tình huống. Một khi tình huống bên trong bí cảnh thiên đô không ổn, bị thế lực chư quốc vây công khó mà ngăn cản ba đại phái cũng không có khả năng biết rõ không thể làm mà còn làm đến lúc đó chỉ có thể từ bỏ nghiêu hữu đạo cung lâm sách không nói việc này cho nghiêu hữu đạo biết cũng không thông báo ra ngoài mặc dù cung lâm sách rất muốn buộc chặt tiêu giao cung và linh kiếm sơn bảo đảm cho nghiêu hữu đạo đến cùng nhưng cũng không thể dùng phương thức không hợp tình hợp lý lôi kéo hai phái không thả một khi hai phái đều từ bỏ tử kim động một cây chẳng chống vững nhà đến lúc đó cũng đành bỏ qua nghiêu hữu đạo mà thôi chỉ là bây giờ ba đại phái có muốn quan tâm cũng không còn được nữa người còn chưa vào trong chuyện phát sinh đã vượt qua khỏi phạm vi năng lực của bọn họ tên niên kia là ai vậy có tu sĩ bên ngoài không biết Nghiêu hữu đạo lên tiếng hỏi Nghiêu hữu đạo chưa nghe nói qua à có người đáp lại a à, hắn chính là Nghiêu hữu đạo của nam châu nước yến phải không hắc lá gan của tiểu tử này lớn nhỉ tại một cửa hang cao thủ xếp thứ sáu đàn bảng vu chiếu hành nhìn cảnh tượng trong sơn cốc mày cao lại Tại một cửa hang khác, một cô gái xinh đẹp, cao thủ xếp thứ hai đan bảng nhan bảo như như cười như không nhìn cảnh tượng trước mặt. Cũng tại một cửa hang khác, cao thủ xếp thứ nhất đan bảng tây môn tình không mặt không thay đổi nhìn cảnh tượng đằng trước, mắt không hề chớp. Tất cả mọi người đều bị động tính to lớn của người kia kinh động. Chủ quản công việc bên ngoài sơn cốc là Bạch Ngọc Lâu cũng bị kinh động, lách mình chạy đến, kết quả nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Sau khi nhìn thấy người ra tay là Ngưu Hữu Đạo, hắn ta trợn tròn mắt, thầm mắng một tiếng tiểu tử này điên rồi sao, dám ở chỗ này gây sự, hắn ta gầm lên, dừng tay lại cho ta, mọi người nhìn hắn, sao vẫn còn chưa dừng tay hả? Tất cả đã dừng tay rồi, sự tình xảy ra cũng rất nhanh, như hữu đạo rút kiếm giết chết hai người, thiên kiếm phủ xoẹt xoẹt một phát lập tức xong việc, lúc Bạch Ngọc Lâu xuất hiện thì hiện trường chỉ còn sự rằng co của hai bên. Tất cả đã dừng tay, như hữu đạo đang chống kiếm đứng, ngón tay kẹp thiên kiếm phủ liếc nhìn xung quanh, một nửa đám tu sĩ nước triệu đang bao vây song phương đang đứng đối lập. Một nhóm tu sĩ phiêu miếu các cũng lách mình đến, bao vây hiện trường, khống chế cục diện. Mặc dù không cam lòng, nhưng tu sĩ nước triệu nhìn thấy người của phiêu miếu các ra mặt vẫn có phần căng thẳng, sợ hãi, ở thiên cốc, tại cổng thiên đô bí cảnh, lại động thủ dưới mí mặt của phiêu miếu các, nói không sợ là giả, nhất là bên nước triệu này, những người có chủ kiến đều bị xử lý, còn lại những tên này thì đều không có tư tưởng kiên định. Bạch Ngọc Lâu hô một tiếng dừng tay, người của phiêu miếu các vừa hiện thân, đám tu sĩ nước triệu vội vàng buông vũ khí trên tay xuống, không người nào dám ngỗ nghịch. Ánh mắt nghiêu hiểu đạo lạnh lẽo quan sát bốn phía, thiên kiếm phù trong tay cũng từ từ thu lại. Bạch Ngọc lâu lách mình đến hiện trường giao chiến, nhìn máu văng đầy đất, rồi nhìn vào phần chân đã gãy kia, đột nhiên quay người lại, đứng chính diện trước mặt nghiêu hiểu đạo, từng bước một đi tới gần nghiêu hiểu đạo. Nghiêu hiểu đạo một tay chống kiếm, nhìn hắn ta, đứng đó không hề nhúc nhích tí nào. Trong sơn cốc ngoại trừ tiếng gió thổi, tất cả mọi người đều nín thở tập trung nhìn vào một màn kia. Bạch Ngọc Lâu đứng trước mặt Ngưu Hữu Đạo, vẻ mặt bình tĩnh, sơ một ngón tay trọt vào lồng ngực của hắn, từ từ nhẹ giọng nói, người điên rồi sao? Dám ở chỗ này gây chuyện, mỗi lần nói ra một chữ thì trọt vào lồng ngực hắn một cái. Ngưu Hữu Đạo đứng đó không nhúc nhích, chờ ông ta nói xong, mới chậm rãi đáp lời, là bọn họ động thủ trước. Bạch Ngọc Lâu, bọn họ động thủ, người có thể cầu viện, đây không phải nơi ai cũng có thể dương oai. Nghiêu hiếu đạo, bọn họ muốn giết ta, sau đó ra tay, không kịp cầu viện, ta không phản kích, thì chính là chết. Người đã chết thì cầu viện như thế nào? Bạch Ngọc Lâu, nước triệu ở chỗ này giết ngươi. Ngươi tin không? Nghiêu hiếu đạo, ta không tin, thậm chó ta không thể tin được bọn họ lại ở chỗ này động thủ. Nhưng thật sự bọn họ đã làm như vậy, làm sao có thể đoán được bọn họ sẽ giết ta hay không? Hừ, người tự cầu phúc đi. Bạch Ngọc Lâu trên bả vai hắn liên tục trọt vào, tiếp sau đó, quay đầu lại, lớn tiếng quát, giam tất cả lại cho ta, chờ xử trí. Không ai dám bỏ chạy, ngoại trừ người chết, người của hai bên, bao gồm cả nhóm người từ đồ rượu đi theo nghiêu hữu đạo đến đây, dưới con mắt mọi người, từng người ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Không biết kết cục đang chờ đợi bọn họ phía trước là gì đây, trong lòng nhóm người từ đồ rượu muốn khóc, chúng ta không làm cái gì cả, vừa mới đến nơi này thì lập tức bị phiêu miếu các bắt lại là sao. Cứ như vậy vô duyên vô cứ bị nghiêu hữu đạo làm liên lụy bọn họ rất muốn hỏi rốt cuộc nghiêu hữu đạo uống nhầm thuốc gì rồi vậy mà bây giờ không phải là thời điểm bọn họ từ từ nói chuyện mà người áp giải cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội đó một đám người cứ như vậy không hề làm bất cứ phản kháng nào bị áp đi bao gồm cả nghiêu hữu đạo trong đó bạch ngọc lâu lạnh lùng liếc nhìn cả tòa sơn cốc một lần cũng xoay người nhanh chóng rời đi phải chạy về báo cáo bên trong thiên cốc vẫn chưa bao giờ phát sinh chuyện như vậy liên lụy tới việc thiên đồ bí cảnh mở ra nên hắn ta không dám tự mình đưa ra quyết định gì. Những người liên quan đều đã rời đi, chỉ còn lại một đám tu sĩ nước yến đứng nhìn nhau, lại không nói gì được. Quỷ mẫu trốn ở một góc nào đó của vách đá, cũng từ từ đi ra, nàng ta đứng trên vách đá nhìn thấy mọi người ở dưới bắt đầu nghị luận ầm ý. Đối với huynh đệ kết nghĩa nghiêu hữu đạo này, nàng ta cũng bó tay rồi, chuyện vừa xảy ra nàng ta thấy rõ, không phải nàng ta không niệm tình kết bái, mà là việc như vậy nàng ta cũng thật sự là lực bất tòng tâm. Cửa động, trưởng lão Tam đại phái của nước Tống nhìn nhau, trưởng lão chủ quản Tam đại phái của nước Triệu cứ như vậy mà bị xử lý rồi. Ba người không khỏi có phần cảm thấy may mắn, may mắn không phải là bọn họ, bởi vì bọn họ cũng đã từng nghĩ sẽ ở chỗ này cho ngưu hữu đạo biết tay. Dường như cảm giác may mắn này không chỉ có ba người bọn họ cảm thấy. Phiêu Miếu Các có khách đến, chưa nói tới là khách quý hay không, bằng hữu toa như Lai like có lẽ là như vậy, ít nhất cũng có thể coi là người quen của Toa Như Lai. Người sống một đời, ai mà không quen biết một số người. Người cửu đại trí tôn khống chế thiên hạ, cũng không thể lúc nào lơ lửng giữa không chung, muốn làm chuyện gì đó vẫn phải làm đến nơi đến chốn quen biết một số người cũng là chuyện tất yếu, xử lý một chút việc nhỏ cũng có thể mau lẹ, thuận lợi hơn. Ngọc Thương Tiên sinh tới được một lúc, sớm hơn như hữu đạo một ít. Có khách đến, phiêu miếu các đương nhiên có rượu ngon chiêu đãi, Toa Như Lai đi đến cái bàn thấp ngồi xếp bằng ở phía đối diện, đàm luận phong cảnh. Ừm, rượu ngon, Ngọc Thương đặt chén rượu xuống, chỉ vào bầu rượu nói, theo ta được biết, người ủ rượu này, bây giờ cũng tới tham gia chuyến đi thiên đô bí cảnh. Toa Như Lai nhớn mày, như hữu đạo, Ngọc Thương vỗ tay cười nói, không nghĩ tới Toa Huynh cũng biết người không đáng kể đến này. Toa Như Lai cười nhẹ, rượu là rượu ngon, tất nhiên người ủ rượu cũng không phải là người không quan trọng, đã có thể chi phối thế cục một phương, sao có thể không nghe qua chứ? chương 1117, phiêu miếu các có khách đến, hai. Ngọc Thương nói, mặc dù là rượu ngon nhưng quả thực là ủ ít quá, nếu như Toa Huynh cảm thấy rượu này ngon, vừa vặn ta có quen biết nhiều hữu đạo, để lúc ta về nói với hắn một tiếng, để hắn ủ riêng cho Toa Huynh vài bình. Toa như lai lắc đầu, cầm tay của người ngắn, ăn người miệng ngắn, đồ vật thì không quan trọng, chỉ là ta nhận đồ của hắn, truyền ra ngoài sẽ khiến người khác suy nghĩ nhiều, sẽ cho rằng ta có quan hệ gì đó với hắn, ảnh hưởng không tốt. Quy củ chính là quy củ, thú ăn uống, nếm thử thì có thể, không cần phải quá coi trọng. Ngọc Thương, không dối gạt toa huynh, lần này ta đến chính là vì nghiêu hữu đạo. Toa như lai bộ dáng như đang nghe, mắt rủ xuống, nói, Ngọc Thương huynh, vẫn là câu nói kia, quy củ chính là quy củ, những người trong danh sách, không có đạo lý nào vô duyên vô cớ bị loại ra, tốt nhất đừng khiến ta khó xử. Ngọc Thương khoát tay nói, toa huynh hiểu lầm rồi, quy củ ta hiểu, cho ta một trăm lá gan, ta cũng không dám phá quy củ, sao lại dám khiến toa huynh khó xử. Toa như lai ồ một tiếng, cầm hũ rót rượu, nói, xem ra là có ý kiến khác. Ngọc Thương, không dối gạt toa huynh, như hiểu đạo là cháu của lão sư ta, ta và hắn có mối quan hệ không tồi. Toa như lai cười nhẹ, đã nghe qua, người Ngọc Thương hơi nghiêng về phía trước, hắn mấy ngày nữa là vào thiên đô bí cảnh, cũng không biết là có còn sống để trở về hay không, cũng chưa chắc chắn, dù sao hắn cũng là cháu của lão sư ta, về tình về lý ta cũng nên đưa tiến hắn, tòa huynh có thể tạo điều kiện để cho ta đến thiên cốc gặp hắn hay không? Kỳ thật gặp mặt chỉ là thứ yếu, thực ra là muốn vào thiên cốc lôi kéo nghiêu hữu đạo chiếu cố người quen ở các môn phái. Ông ta cũng không ngu, trước đó mặc dù đã gặp qua nên có một ít giao tình với trưởng môn môn phái, nhưng dù sao nghiêu hữu đạo liên quan rất nhiều tới việc tranh giành lợi ích, nhưng cái giao tình kia ngoài miệng thì nói thật dễ nghe, động thủ thì tuyệt đối sẽ không nương tay. Ông ta chỉ cầu những cái kia không trực tiếp ảnh hưởng tới lợi ích của những người bên phe kia, cần thu liếm một chút, không cần thiết phải ra tay độc ác, như vậy dưới tình huống được thế lực bảo hộ, Nghiêu Hữu Đạo có thể đảm bảo an toàn. Chuyện cần nói với Nghiêu Hữu Đạo, lúc trước gặp mặt cũng đã nói rõ, sở dĩ còn muốn vào thiên cốc, hơn nữa còn chọn ngay lúc này vào đó, chính là muốn lợi dụng thế của phiêu miếu các, để các bên liên quan nhìn thấy, cũng muốn bọn họ không biết rõ sự sâu cản của ông ta, nghiêm túc suy nghĩ một ít về thái độ của ông ta rốt cục có thể đắc tội với ông ta hay không vì bảo vệ nghiêu hữu đạo lần này có thể nói là ông ta không tiếc sức lực hết cách rồi việc sống chết của nghiêu hữu đạo đối với ông ta rất quan trọng khóe miệng toa như lai like để lộ ra sự suy nghĩ một bộ cao thâm khó dò từ từ nâng chén rượu uống không lên tiếng chậm rãi thưởng thức rượu ngọc thương chờ một lúc không thấy kết quả cần tiếp tục nói toa huynh thật sự việc nhận đồ của người khác là không tốt nhưng rượu này lại có thể tự bản thân mình ủ để uống ta vào đó nói với nghiêu hữu đạo một tiếng để hắn giao phương pháp ủ ra ông ta đây là chưa có sự đồng ý của nghiêu hữu đạo mà tự làm chủ thay hắn ông ta thấy phương pháp ủ quan trọng hay mạng quan trọng còn cần phải lựa chọn sao ông ta tin rằng chỉ cần toa như lai muốn nghiêu hữu đạo cũng không dám không đưa toa như lai đặt chén rượu xuống cười nhẹ nói cái này hình như không được ổn cho lắm ngọc thương khoát tay không có gì không ổn cả Chẳng lẽ toa huynh để ý đến việc kiếm cơm của hắn sao? Tuyệt đối không có chuyện đoạt sinh ý buôn bán của Ngưu Hữu đạo đâu, chỉ là ủ ít rượu để mình uống hoặc là chia sẻ cho người thân và bằng hữu mà thôi, một chút thú vui ăn uống cũng không tính là cái gì to tắt cả. Toa Như Lai, like, theo lý thuyết, chỉ là để cho ngươi đi tiến mà thôi, để vào thiên cốc một chuyến cũng không phải chuyện gì khó cả, nhưng Ngọc Thương huynh đi vào quả thực là không phù hợp cho lắm. Ngọc Thương cũng không hiểu gì cả, hỏi tại sao? Toa như lai lấy ngón tay khuấy rượu trong chén, hờ hững nói, hiểu nguyệt các là một tổ chức lớn như thế, phiêu miếu các sẽ không thể không để ý đến, sở dĩ chẳng quan tâm là bởi vì tuân thủ quy định, chỉ cần chấp hành nghiêm ngặt và làm việc dưới sự khuôn phép đó, cũng không có gì lớn. Ngọc Thương Huynh, người hiểu ý ta không? Lời này vừa nói ra, Ngọc Thương dùng mình, kính hãi, yết hầu run run, mồ hôi lạnh chảy ướt xuống cả người, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, khó có thể lên tiếng lời này của đối phương có thể là vô duyên vô cớ nói ra được sao đột nhiên ở trước mặt ông ta nhắc đến hiểu nguyệt ác cảm giác như thế nào chứng minh rằng người ta đã sớm biết thân phận của ông ta bằng hiếu gì quan biết nhiều năm như vậy người ta giống như là đang coi siếc khỉ chắc chắn sẽ coi ông ta là trò cười ngọc thương giống như là đang ngồi trên bàn trông muốn động lại không dám động hai người đều im lặng một lúc toa như lai lại rót rượu rượu đích thật là ngon nhưng vẫn phải nhớ ở ta, tất cả cần hành sự phải có quy củ. Thiên cốc có thể vào, nhưng hành sự không được vượt qua giới hạn, hiểu chưa? Ngọc Thương giống như chút được gánh nặng, đây là cho ông ta một chút mặt mũi, cũng không có ý định gì nữa, lúc này chắp tay, muốn tạ ơn. Ai ngờ đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng nổ vang rền, vị trí phát ra tiếng nổ chính là chỗ thiên cốc, dường như là có trận đánh khốc liệt. Để bình rượu xuống, ánh mắt lạnh lùng của toa như lai thoáng nhìn, trầm giọng nói chuyện gì xảy ra vậy đi xem xét đi, bên trên lầu các lập tức có người lính mệnh bay vút đi, toa như lai đã đứng dậy, đi đến chỗ lan can, dựa vào đó, khoanh tay đứng nhìn về phía xa phát ra tiếng nổ đó. Chỉ chốc lát sau, Bạch Ngọc Lâu nhanh chóng bay tới chỗ lầu các, chắp tay bẩm báo, nói tiên sinh, thiên cốc xảy ra chuyện, hai nhóm người động tay động chân với nhau. Ngọc Thương nghe vậy kinh hãi không thôi, ai mà lại to gan như vậy. Ông ta quan tâm đến sự an nguy của Ngưu Hữu Đạo, suy nghĩ đầu tiên liền nghĩ ngay đến Ngưu Hữu Đạo, không phải là hắn xảy ra chuyện gì chứ ha ha toa như lai cười khẩy trong ánh mắt liền lên sự lạnh lùng thú vị người nào làm loạn vậy như hữu đạo của nam châu nước yến và tu sĩ nước triệu đánh nhau như hữu đạo sử dụng thiên kiếm phù lúc này bạch ngọc lâu nói qua một lượt những chuyện đã xảy ra tình huống gì vậy xử lý hết trưởng lão chủ quan tam đại phái của nước yến lại còn giết chết một đống đệ tử tinh anh của tam đại phái ngọc thương có phần hoang mang không biết mình có nghe lầm hay không Nghiêu hữu đạo có bản lĩnh lớn như vậy ư? Đám người nước triều kia là vật trang trí hay sao? Nhưng Bạch Ngọc Lâu đã kể lại rất rõ ràng, lại còn sử dụng thiên kiếm phủ nữa, khẳng định là không nhầm được. Ngọc Thương lấy lại tinh thần, có chút mông lung, tiểu tử kia có phải là điên rồi hay không, lại dám ở chỗ này đại khai sát giới ư? Toa như lai từ từ quay đầu, lạnh lùng nhìn Ngọc Thương một cái, dường như đang hỏi, đây chính là người khiến người phải chạy tới đây sao? Trong lòng Ngọc Thương bị thương khi bị ánh mắt thâm sâu kia nhìn mình, thật sự là quá bi thương. Toa như lai quay lại hỏi Bạch Ngọc Lâu, như hiểu đạo nói là tu sĩ nước triệu ra tay trước sao? Bạch Ngọc Lâu, vâng, là hắn nói như thế. Toa như lai hừ một tiếng, từ lúc nào mà tu sĩ nước triệu có gan chó lớn như vậy? Ngọc Thương không nhịn được nói chen vào, như hiểu đạo cũng không có lá gan lớn như vậy, nhất định là bất đắc sĩ phải ra tay. Đột nhiên Toa như lai quay lại, bước một bước tới chỗ Ngọc Thương, lập tức làm cho Ngọc Thương sợ hãi lùi lại một bước, ta không hỏi ngươi, chuyện của phiêu miếu các lúc nào đến phiên ngươi xen vào vậy. Ngươi có tư cách tham gia sao? chương 1118, đối chất, bằng hữu cái gì? Một câu này xé rách tấm màn che gọi là bằng hữu không còn một mảnh, là cao cao tại thượng như thế, là lên mặt nạt người như vậy, khiến Ngọc Thương sợ hãi cúi đầu. Ta ngược lại muốn xem xem ai lại có gan chó lớn như thế. Toa như lai quay đầu lại hỏi, chuyện này đã tra rõ chưa? Bạch Ngọc Lâu, chuyện vừa xảy ra, vẫn chưa xem xét kỹ, những người liên quan đã áp giải đến đây. Hắn ta giơ tay chỉ một đám người đang đi tới ở phía ngoài kia. Ánh mắt toa như lai lạnh lẽo nhìn chầm chầm vào những người đó. Trước khi đi tới đó, trong lòng Như Hiếu Đạo còn đang suy nghĩ rằng hình như mình vẫn chưa có cơ hội tham thú phiêu miếu các, không biết chỗ đấy ra làm sao. Bây giờ cơ hội tới rồi, thật sự là có thể tới đó thăm thú, chỉ là cách thức tới đây khó tránh khỏi có chút xấu hổ, Phần lớn những người khác cũng là lần đầu tiên tới đây, nhưng ai còn có tâm trạng thưởng thức phong cảnh đây? Đình đài lâu các, nhà cửa san sát, khí thế bất phàm. Nhóm người bị giải đến một khoảng đất trống, xung quanh có kỳ hoa dị thảo tô điểm, nhưng ai cũng không có tâm trạng thưởng thức, ai cũng hoảng sợ giống chư chim cút, thể xác và tinh thần đều rơi vào trạng thái lo sợ, bất an. Chờ một lúc, mới có người từ hành lang dưới tầng tầng mái hiên ở phía đối diện đi tới, một người trong đó khiến Nghiêu Hữu Đạo kinh ngạc, Ngọc Thương. Sao ông ta lại ở chỗ này? Hắn chú ý tới thần sắc của Ngọc Thương, hình như vẻ mặt có phần khó coi, dường như bên trong ánh mắt Ngọc Thương nhìn hắn lộ ra oán nghiệp. Quả thực ông ta rất oán nghiệp, thậm chí trong lòng tràn đầy sự bi phẫn, ông ta vì bảo đảm sự an toàn của Ngưu Hữu Đạo trong thiên đô bí cảnh, chạy ngược chạy xuôi khắp nơi nói giúp hắn mấy câu, thậm chí chạy tới cả chỗ này tìm toa Như Lai, like. bởi vậy đại nghiệp của Hiểu Nguyệt các cũng không thèm để ý đến, kết quả Ngưu Hữu Đạo lại rất tốt, ở chỗ này đại khai sát giới. Ông ta ở đây nhọc nhằn khổ sở vì nghiên hữu đạo mà tốn công tốn sức, thế mà lại bị nghiên hữu đạo hủy hoại trong chốc lát, ông ta làm sao có thể không oán đây. Ánh mắt nghiên hữu đạo cũng không dừng lại trên người Ngọc Thương quá lâu, sự chú ý lại chuyển sang người vừa tới kia, từ khí thế bề trên của người kia cũng có thể thấy được là đang đè nặng lên mọi người xung quanh, xem ra đây nhất định là người chủ quản rồi. Vẻ mặt toa như Lai không hề có biểu cảm gì đứng đối diện nhóm người, quan sát kỹ từng người, từ từ hỏi ai là nghiên hữu đạo? bạch ngọc lâu giơ tay chỉ nghiêu hữu đạo chắp tay hành lễ toa như lại đánh giá nghiêu hữu đạo một hồi chạy đến đây dương oai dám ở đây động thủ giết người chán sống sao nghiêu hữu đạo cũng không phải là tại hạ dương oai mà là tu sĩ nước triệu khinh người quá đáng là bọn họ chủ động tập kích ta trước ta không thể không ra tay tự vệ kính xin phiêu miếu các làm chủ vì tiểu nhân chủ trì công đạo đây là trả đũa nha ánh mắt bọn vân cơ chấp chấp ai cũng đều nói thầm trong lòng kiểu già mồm át lẽ phải này cũng có thể lừa gạt được hay sao? Tình huống gì đây, có kiểu trợn mắt nói dối này sao? Tu sĩ nước triệu có chút mơ hồ, sau khi kịp phản ứng lại, tu sĩ nước triệu ở đây giống như là mèo bị dẫm phải đuôi, ai dám gánh trách nhiệm này đây? Một đám người sợ hãi nhao nhao kêu lên, không phải chúng ta. Là hắn, là nghiêu hữu đạo động thủ trước, mắt thấy hiên trường kêu loạn hết cả lên, bạch ngọc lâu quát, câm miệng. Lực uy hiếp không cần nhiều lời, trong nháy mắt chỗ này lặng ngắt như tờ, Bạch Ngọc Lâu quay lại xin chỉ thị của Toa Như Lai. Toa Như Lai chẳng thèm nói nữa, hất cầm lên. Bạch Ngọc Lâu hiểu ý, cúi người lĩnh mệnh, sau đó đứng xoay người tra hỏi tu sĩ tam đại phái của nước triệu là các ngươi ra tay trước sao? Không phải, là hắn ra tay trước. Một đám người lại nhao nhao lên. Quá ồn, Bạch Ngọc Lâu trầm giọng nói, từng người nói một, ngươi. Hắn ta giơ tay chỉ vào một người. Người kia lập tức chỉ vào Ngưu Hữu Đạo, vẻ mặt bị phẫn nói là hắn. Là hắn ra tay trước, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, hắn không thể chối cãi. Như Hiếu Đạo hỏi lại, là ai cố ý ngăn cản cổng vào thiên cốc, ta liên tục nói xin tránh đường lại không chịu nhường, là ai ngăn đón không để chúng ta đi vào thiên cốc. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều mù sao, người có bản lĩnh thì cứ tiếp tục nói hưu nói vượt, tiếp tục vụ oan hãm hại ta đi. Lời này vừa nói ra, người kia đang muốn nói lại thôi, không thể phản bác lại được. Mới vừa rồi người nước triệu nhao nhao kêu la nói không phải, bây giờ thì tập thể lại câm như hến không ai phản bác được câu nào đều sợ hãi không ít người lặng lẽ liếc nhìn phản ứng trên mặt toa như lai like. lúc đầu ấy mọi người cản đường nhau tâm sự đôi câu rất bình thường dù sao cũng là kẻ thù nhưng lúc này từ miệng nghiêu hữu đạo nói ra cảm giác có chút không đúng lắm cái gì mà ngăn đón không cho vào thiên cốc mấu chốt là lời nói của nghiêu hữu đạo cũng không sai câu nào cũng là thật không hề có nửa câu nói dối khiến cho người khác không thể nào phản bác giống như vậy việc này có rất nhiều người thấy được, không thể xuyên tạc được. Bọn tư đồ diệu cũng im lặng với nghiêu hữu đạo, lặng lẽ nhìn sắc mặt của toa như lai, ai cũng đều đã nhìn ra, toa như lai là chủ quản nơi này. Mà quả nhiên trên mặt toa như lai lộ ra chút lạnh lùng, một bên lông mày nhướn lên, ánh mắt nhìn đám người nước triệu không có chút thiện ý nào. Thiên cốc là chỗ nào chứ? Phiêu miếu các công bố danh sách người đăng ký, người trước khi tới tham gia vào thiên đồ bí cảnh đều biết, tu sĩ nước triệu lại dám ngay dưới mí mắt ông ta ngăn đón không muốn cho người ta đi vào. Muốn làm gì đây, toa như lai có thể vui vẻ mới là lạ. Nước triệu bên này không thể cứ như vậy mà nhận tội, đám tu sĩ lại cái chảy cái cối, nói ở đâu ra chuyện ngăn cản không cho vào thiên cốc vậy, chỉ là hỏi vài câu mà thôi, ai lại dám ở thiên cốc ngăn không cho người ta vào chứ, người lại bất thình lình giết người. Như hiểu đạo lập tức cướp lời biện luận lại, nói cũng thật là ngươi muốn nói làm sao thì nói ư, được rồi, coi như là hỏi vài câu đi, là đang tìm ai hỏi vậy. Người kia chỉ tư đồ diệu, trưởng môn vạn động thiên phủ tư đồ diệu, tất cả mọi người đều thấy rõ. Nghiêu hữu đạo, vậy vì sao ngăn ta lại, vì sao không cho ta đi vào, ta liên tục khách khí nói xin nhường đường, kết quả không những ngăn cản, lại còn nhân lúc ta đi qua, hai người vạn đồng phúc và minh tĩnh ẩm thầm thi làm ta tổn thương, hơn nữa còn ra tay rất độc ác, là đạo lý gì vậy? Các người hỏi tư đồ rượu, lúc ấy ta đã nói, các ngươi từ từ nói chuyện nhưng vì sao ngắn ta và tại sao lại ngầm hạ độc thủ với ta lời này vừa nói ra tu sĩ nước triệu kinh hãi tu sĩ kia giọng nói gấp gáp nói hưu nói vượt ở đâu ra chuyện âm thầm ra tay tổn hại ngươi vậy như hữu đạo ta nghĩ là từ lúc ta đi qua hai người đó hai người bọn họ bỗng nhiên hạ độc thủ bọn họ nghĩ âm thầm ra tay thì người khác không nhìn thấy ư ta có thể nhịn được sao chủ đề tranh luận cứ như vậy mà sinh ra một bên nói không hề âm thầm hạ độc thủ một bên cũng cứng rắn nói đối phương có làm chuyện đó bọn người tư đồ rượu chố mắt nhìn chẳng lẽ thật sự là hai người kia ầm thầm hạ độc thủ ư nếu không nghiêu hữu đạo sao có thể to gan ở chỗ này động thủ như vậy là thật hay là giả bọn họ cũng không dám xác định nếu là âm thầm thi pháp hạ độc thủ người ngoại tự nhiên là khó mà nhìn ra được mắt thấy một bên nói không một bên nói có sao có thể để cho hai bên tranh cãi mãi được bạch ngọc lâu quát tất cả câm miệng cho ta sau khi quát nhóm người im miệng Bạch Ngọc Lâu gọi người phiêu miếu các tới, ra hiệu ngoại trừ hai lên đang tranh chấp ra, những người còn lại chia ra dẫn đi thẩm vấn, yêu cầu người hai bên nói lại rõ ràng rành mạch chuyện đã xảy ra. chương 1119, tầm mắt phu, bằng mũi tên 1. Sau khi phân phó xong, Bạch Ngọc Lâu nghiêm túc cảnh cáo đám người, chư vị tốt nhất nói rõ đầu đuôi ngọn ngành chuyện này, không được giấu diểm nửa chữ nào, nếu như lời khai không khớp, người mình nói láo thì chuẩn bị thật tốt mà lãnh nhận hậu quả. Dẫn đi, hắn ta vung tay lên, chỗ này ngoại trừ nhưu hữu đạo và tên tranh chấp trước đó ra những người khác đều bị dẫn đi chia ra thẩm vấn sau khi còn lại hai người bạch ngọc lâu lại nhìn trầm chằm nhưu hữu đạo hỏi tạm thời mặc kệ vấn đề các ngươi đang tranh cãi ta sẽ nói một ít tình hình mà ta sau khi tận mắt nhìn thấy nhưu hữu đạo ta thấy ngươi thi triển thiên kiếm phủ lạnh lùng hạ sát thủ với trưởng lão quy nguyên tông là vương bất không cũng đại khai sát giới với đệ tử tam đại phái của nước triệu ngươi nói vạn đồng phúc và minh tĩnh ngầm hạ sát thủ người bất đắc dĩ phải tự vệ sau đó lại ra tay giết bọn họ là như thế nào vậy tu sĩ đối chấp kia lập tức mừng rỡ đồng ý nói tiên sinh nói rất đúng nghiêu hữu đạo chắp tay với bạch ngọc lâu nói tiên sinh đã nói như vậy thì chắc hẳn tiên sinh không nhìn thấy ta và vương bất không ai động thủ trước rồi trước đó ta chỉ phản kích lại vạn đồng phúc và minh tĩnh thôi cũng không tính động thủ với những người khác nhưng mà tam đại phái của nước triệu rõ ràng là muốn dồn ta vào chỗ chết Nói rồi đưa tay chỉ tu sĩ đối chất kia, tiên sinh không ngại thì hỏi hắn xem có nhìn thấy hay không, có phải là Vương Bất Không rút kiếm tập kích ta trước hay không. Nếu là ta ra tay trước, nếu như ta gan to bằng trời dám chủ động gây sự ở đây, như hữu đạo ta chết không oán giận, Cam Nguyện dâng cái đầu này. Bạch Ngọc Lâu nhíu mày, có phải là Vương Bất Không rút kiếm xuất thủ trước hay không, hắn ta thật sự là không nhìn thấy, hắn ta là nghe thấy động tĩnh của thiên kiếm phủ mới gấp gáp chạy đến xem lập tức hỏi tu sĩ kia là vương bất không rút kiếm xuất thủ trước sao cái này bỗng nhiên tu sĩ kia do dự lúc ấy tên tu sĩ đứng đằng sau mọi người nói thật ra là cũng không thấy vương bất không có rút kiếm ra tay trước hay không nghiêu hữu đạo lập tức chất vấn thế nào vì sao ấp a ấp úng vậy không dám nói ra sự thật sao tu sĩ kia vội vàng chắp tay giải thích với bạch ngọc lâu tiên sinh lúc ấy ta đứng đằng sau mọi người cũng không trông thấy là ai ra tay trước lúc này nghiêu hữu đạo tức giận nói ngươi không phải nói là ta ra tay trước sao sao tự nhiên biến thành không trông thấy vậy ta tu sĩ kia cuống lên lần nữa giải thích với bạch ngọc lâu tiên sinh trước đó là trước đó lúc ấy thật sự là nghiêu hữu đạo xuất thủ trước sau đó vương trưởng lão có xuất thủ trước hay không ta thật sự không nhìn thấy cho dù có chắc hẳn cũng là vương trưởng lão thấy nghiêu hữu đạo ra tay giết người dưới tình thế cấp bách mới phải phản kích đối phó lại nghiêu hữu đạo lập tức chất vấn ý ngươi là vương trưởng lão của Quy Nguyên Tông và người của Lạc Hà Sơn Trang, tụ tiên giáo có tình như thủ túc sao, thấy người Lạc Hà Sơn Trang và tụ tiên giáo bị thua thiệt, nên muốn vào lúc đó vì hai người bọn họ báo thù sao. Lời này ngươi cũng tin ư, ta, tu sĩ kia có vẻ bối rối, làm sao cảm giác thấy dù y nói gì cũng sai, mà đối phương nói cái gì cũng đúng cả. Nghiêu hữu đạo lại chắp tay với Bạch Ngọc Lâu, vương bất không muốn rút kiếm giết ta, mà nếu đánh chính diện, ta căn bản không phải đối thủ của y ta không dựa vào thiên kiếm phù thì chỉ có một đường chết. Ba đại phái nước triệu nói rõ muốn ép ta vào chỗ chết, ta dùng thiên kiếm phù há có thể lưu tình. Tiểu nhân cầu khẩn phiêu miếu các điều tra rõ chân tương, trả cho tiểu nhân công đạo. Tu sĩ kia gấp gáp, mồm miệng không kịp suy nghĩ. Y không lý trí bằng nghiêu hữu đạo, cũng không bình tĩnh trước phiêu miếu các được như nghiêu hữu đạo, nói cái gì cũng sai, trong nhất thời không biết cãi lại thế nào, vừa sợ vừa hoảng. Mà y càng sợ hãi khủng hoảng thì càng không biết làm thế nào cho phải tâm hoảng ý loạn bạch ngọc lâu công đạo hay không chờ bên kia thẩm vấn xong xuôi chân tướng tự nhiên sẽ rõ rõ ràng ràng Rút lời ông ta nghiêng đầu ra hiệu cho tu sĩ phiêu miếu các đang đứng nghe người kia khẽ vuốt cầm xoay người rời đi muốn nhét nội dung vừa nãy vào phạm vi thẩm vấn rốt cuộc có phải là vương bất không ra tay trước hay không điều nên hỏi đã hỏi bạch ngọc lâu đều biết tình huống khi chuyện xảy ra đã không cần phải hỏi lại nữa bạch ngọc lâu tiến đến bên cạnh toa như lai thì thầm nghiêu hữu đạo và vị tu sĩ nước triệu mắt to chừng mắt nhỏ giống như mũi rùi đụng vào dao sắc ngọc thương đứng bảng quan lòng đầy nghi ngờ nước triệu muốn giết nghiêu hữu đạo là chắc chắn nhưng nếu nói nước triệu dám ra tay ở chỗ này ngọc thương lại rất hoài nghi mà cũng giống vậy nếu nói nghiêu hữu đạo vô duyên vô cớ dám ra tay ở đây dường như cũng không có khả năng lắm hai bên đối chất như thế cãi qua cãi lại y cũng không hiểu nổi chơ tướng của sự việc rốt cuộc thế nào qua một lát phiêu miếu các phái một nhóm người phân ra thẩm vấn lấy được khẩu cung của cả hai bên thực ra cũng không phải việc gì phức tạp tuy rằng gây náo động lớn nhưng chuyện chỉ xảy ra trong chốc lát quá trình rất ngắn gọn tất nhiên thẩm vấn lấy khẩu cung không quá phiền phức quan trọng là người được thẩm vấn đều thành thật hỏi gì đáp nấy không ai dám kéo dài cũng không ai dám bịp bợm lấy được kết quả thẩm vấn ra nhìn khẩu cung đôi bên đều khớp với nhau lời nói của ngưu hữu đạo đều là sự thực ngay tu sĩ nước triệu cũng thừa nhận bên nước triệu quả thực chặn người của Ngưu Hữu Đạo ở lối vào thiên cốc. Ngưu Hữu Đạo quả thực có xin họ tránh ra, mà họ đúng là đã không tránh. Ngưu Hữu Đạo đánh với Vạn Đồng Phúc và Minh Tĩnh xong đã thu kiếm về, quả thực là vương bất không rút kiếm trước. Có điều tu sĩ nước triệu kiên chỉ nói không ra tay trước, kiên chỉ nói chỉ muốn chặn đường hỏi chuyện, không phải muốn ngăn cản những người khác đi vào thiên cốc. Mấy người tư đồ rượu cũng không dám nói dối, cũng không thể xác định vạn đồng phúc và minh tính có ngầm xuống tay với nhiều hữu đạo hay không. Vạn Đồng Phúc và Minh Tĩnh có đánh lén hay không dường như chính là mấu chốt của vấn đề. Thế nhưng hai người đó đã chết, mà có lẽ cho dù hai người đó còn sống, họ cũng không có khả năng thừa nhận là mình ra tay trước. Như Hữu Đạo cũng sẽ cắn chặt lý do là hai người đó ra tay trước. Náo loạn nửa ngày vẫn không tìm ra được đáp án chính xác. Thẩm vấn ra được đáp án như thế, trong lòng Bạch Ngọc lâu đang vang lên tiếng chửi tục. Tại sao lại như vậy? Thật vất vả mới bắt được cơ hội làm việc trước mặt Toa Như Lai nhưng kết quả lại thế này. Bạch Ngọc Lâu cũng không biết Toa Như Lai sẽ nhìn y như thế nào. Y chuẩn bị điều tra chân tơ cái tóc lại bị Toa Như Lai ngăn cản. Toa Như Lai không kiên trì để chuyện tiếp tục phiền nhiễu nữa. Sau khi biết kết quả, Toa Như Lai lộ diện, trước mặt mọi người tuyên bố kết quả trừng phạt. Ba đại phái nước triệu cản người vào thiên cốc, mặc kệ có phải là để hỏi chuyện hay không đều có tội thì phải chịu. Nể tình nhiều người đã chết, không truy cứu nữa. Ánh mắt nhìn hướng về Ngưu Hữu Đạo, lại lạnh lùng nói nghiêu hữu đạo tự ý hành hung giết người ở thiên cốc vốn nên xử tử bản tọa là người nhớ tình cũ lại cho ngươi một cơ hội nghe nói như thế bất kể ngọc thương hay vân cơ đều thở phào nhẹ nhõm ai ngờ toa như lai không nhanh không chậm bồi thêm một câu trong hành trình đi bí cảnh thiên đô nếu ngươi lấy được vị trí số một bản tọa coi như ngươi dùng công lao ra đổi tha cho ngươi khỏi chết bằng không giết không tha lời này vừa nói ra đừng nói những người khác ngay cả nghiêu hữu đạo cũng biến sắc Ngọc Thương run rẩy, sắc mặt khó coi, yêu cầu hà khắc như vậy, so với giết nghiêu hữu đạo thì khác ở đâu. Trường 1120, tầm mắt phu, bằng mũi tên hai. Tu sĩ bên nước triệu nhìn nhau, người nào người nấy thầm cười trên sự đau khổ của người khác. Đây là muốn bước tử mình, nghiêu hữu đạo nào có thể nhịn được mà im lặng, chắp tay nói. Tiên sinh, không phải ta muốn hành hung giết người, thực sự là bị ép phải tự vệ bất đắc dĩ. Toa như lai lạnh nhạt nói, Hùng thủ như ngươi liệu đáng tin sao? Trừ ngươi ra, ai có thể chứng minh hai người họ là người ra tay trước? Nghiêu hữu đảo, vương bất không rút kiếm đối phó với ta trước, đã có thể chứng minh ý đồ muốn hại ta của họ. Từ lâu đã nghe tiếng phiêu miếu các là trốn trọng quy tắc, kính xin tiên sinh giữ gìn lẽ phải. Quy tắc, ngươi nói quy tắc với ta, toa như lai chậm rãi đi dạo về phía nghiêu hữu đạo. Ý bất thiện trong ngôn ngữ của ông ta khiến người bên nghiêu hữu đạo xuất sắng, đều lo lắng cho nghiêu hữu đạo trái tim của ngọc thương càng như vọt lên cổ họng nghiêu hiếu đạo cũng cảnh giác cao độ nhưng đứng yên tại chỗ không có ý né tránh tránh né cũng vô dụng khi hắn bị áp giải đến đây tu vĩ đã bị quản chế bất cứ người nào trong phiêu miếu các đều có thể dễ dàng đẩy hắn vào chỗ chết toa như lai dừng trước mặt nghiêu hữu đạo người trẻ tuổi ta cho người biết cái gì là quy tắc tầm mắt phu bằng mũi tên chính là quy tắc hiểu không không hiểu không sao người chỉ cần nhớ kỹ ở đây thì phải làm theo lời ta đó là quy tắc dám nói một chữ không lập tức chết nghiêu hữu đạo trầm mặc người ta đã nói như vậy hắn sao dám nói nhiều có nguy hiểm có thể thử có nguy hiểm không thể đụng vào đụng là chết toa như lai lạnh lẽo nhìn một vòng liếc hết mọi người một lượt ông ta phun ra một câu cút còn ai dám ở lại từng người ảo não đàng hoàng cút đi tránh bị người khác giam lại đã xảy ra vấn đề thì cũng không cần tiến vào thiên cốc nữa vừa vặn có người từ thiên cốc đi ra, vậy thì đưa đi đi. Lúc đi ngang qua Ngọc Thương, toa như lai liếc xéo một cái, nói dứt lời liền rời đi. Ngọc Thương không minh, nhanh chóng bỏ đi, đuổi theo bọn nghiêu hữu đạo. Cả nhóm người bị khống chế tu vi không thể đi quá nhanh. Ngọc Thương mau chóng đuổi theo, nhân viên áp giải ngăn Ngọc Thương, ông ta chuyển lời toa như lai, nói là toa như lai đồng ý. Toa như lai đã đồng ý thì còn có lời gì để nói. Nhân viên áp giải cho đi, ông ta gọi nghiêu hữu đạo. Ngọc Thương lôi Nhiêu Hiếu Đạo sang bên, tránh mọi người, quay đầu lập tức mắng. Nhiêu Hiếu Đạo, người muốn làm gì, dám gây sự ở đây, sống chán rồi nên muốn chết hả? Người có biết người nơi này nhìn chúng ta như thế nào không? Chúng ta ở trong mắt bọn họ chẳng khác nào run dế. Nhiêu Hiếu Đạo, ta muốn gây chuyện chắc, đã nói rõ là ba đại phái nước triệu muốn giết ta, ta làm sao? Ta không phản kích chẳng lẽ phải dơ đầu ra chịu chết? Câu nói đầu tiên đã khiến Ngọc Thương không thể phản bác. Ngay cả phiêu miếu các cũng không thể tra ra chân tướng sự thật, ông ta dường như cũng không cách nào xác định có phải là do nghiêu hữu đạo gây sự hay không, buồn bực nói. Thực sự là bọn họ ra tay trước, ba đại phái nước triệu sao có khả năng ra tay giết người ở nơi này. Nghiêu hữu đạo còn đang không biết ông ta tới nơi này làm gì, nghi ngờ quan hệ giữa ông ta và phiêu miếu các, sao có thể nói thật với ông ta. Đừng nói ông, ngay cả người trong cuộc như tơ cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Bọn họ lấy đâu ra lá gan lớn như vậy có lẽ là họ muốn đi ngược lại con đường cũ cho rằng người khác sẽ không ngờ tới việc họ dám ra tay ở chỗ này nên mới dám ngầm hạ thủ với ta có lẽ giết ta thì không đến mức chỉ là muốn dạy cho ta một bài học ngọc thương ngờ vực hai người họ ngầm đả thương ngươi ngươi chặn được khặc khặc Ngưu hữu đạo đột nhiên ho sù sụ, sụ ho đến nỗi phun ra một búng máu lúc trước dùng tinh lực cuồn cuộn để nhịn mà thôi lần này phun ra cho ngọc thương nhìn ngọc thương hơi kinh hãi cấp tốc bắt cổ tay hắn dùng phép điều tra sau đó trầm giọng nói. Người bị thương, ông cho rằng ta nói đùa, ban đầu ta đã bị họ ngầm đả thương, hai con chó đó cho rằng ta không dám đánh trả. Như hữu đạo giơ tay lau vết máu ở miệng, thực ra hắn không hề bị thương gì, mà là chính bản thân hắn dùng phép gây nội thương cho mình. Diễn kịch phải diễn cho chọn, chỉ cần có thể giữ mạng, bị thương đáng là gì. Nhưng bị thương như vậy quả có phần uất ức, đã không có tác dụng lại còn không công tự mình làm mình bị thương hắn còn giữ thương thế chờ người của phiêu miếu các đến kiểm nghiệm ai ngờ vị chủ sự kia vốn lười cha xét rõ ràng lập tức phán hắn tử hình chỉ là hoãn chấp hành mà thôi đã như thế vết thương này quả là oan uổng nếu biết trước như vậy hắn đã chẳng phải tự chịu tội này đâu chỉ nội thương kia không phát huy được tác dụng hắn còn ấp ủ một bộ lý luận đầy đủ nhưng tất cả đều vô dụng bị toa như lai đá cho một cước tùy tiện dẫm đạp sạch sẽ hiện giờ ngọc thương có phần tin tưởng hắn nếu không thì nghiêu hữu đạo quả là điếc không sợ súng. Ông ta lấy ra một viên thuốc muốn nhét vào miệng hắn. Nghiêu hữu đạo cản lại, thứ gì vậy, ngọc thương, thuốc trị thương, chữa thương cho ngươi. Thái độ quan tâm của đối phương làm người ta thật không quen, người thông minh thường nghĩ nhiều. Nghiêu hữu đạo lập tức cảnh giác nói, không phải khổ thần đan chứ. Ngọc thương câm nín, giờ khóc giờ cười nói, ta có bệnh còn tạm được, nhưng ở đây là đâu chứ? Ta dám mang khổ thần đan đến phiêu miễu các chắc một khi bị lộ hai ngọc thương nói tới đây liền thở dài thực ra đã sớm bị lộ rồi là ta lừa mình dối người thôi phiêu miếu các đã sớm biết thân phận của ta có lẽ vẫn đang xem ta diễn kịch tự bêu xấu thôi nghiêu hữu đạo có ý gì ngọc thương lúc này mới kể lại ý định đến nơi này của mình đề cập đến chuyện toa như lai vạch trần thân phận của ông ta nghiêu hữu đạo hơi trầm mặc than thở những người này quá hung hăng hung hăng đến độ tai mắt không chỗ nào chui lọt người ta biết đến phiêu miếu các cũng không có gì là lạ. Ngọc Thương cười khổ, đưa đan dược ra, như hữu đạo vẫn đẩy tay từ chối. Ta lại không biết khổ thần đan trông ra làm sao, ta nói cho rõ, ta không dám ăn bậy thứ của phiêu miếu các. Ta xin chân thành ghi như ý tốt của ông, ông đừng cả nghĩ quá, chúng ta hợp tác thì hợp tác, lúc thích hợp có thể khách khí một chút, mọi người đều yên tâm. Ông nói có đúng không? Ngọc Thương ạc ạc, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Nếu người biết khổ thần đan, hẳn ngươi phải biết thuốc giải của khổ thần đan có hạn chế thời gian ngươi đi vào cả một năm ta có cần thiết phải cho ngươi ăn khổ thần đan không nghiêu hữu đạo chính ông cũng đã nói rồi lần này tiến vào bí cảnh thiên đô có người của các ông trở tay một cái đột nhiên cho người đưa cho ta một viên thuốc giải khổ thần đan chẳng phải rất bình thường sao hoặc là ta ăn thuốc này vào sau đó ông mới nói nó là khổ thần đa lại lấy thuốc giải đủ một năm ra cho ta cũng là chuyện có thể xảy ra cho nên ông có đưa cho ta khổ thần đan cũng không có gì lạ. Thôi thôi, không ăn thì dẹp, lòng tốt lại bị coi là lòng lang giả thú. Ngọc Thương không chịu được cái thói cẩn thận của hắn, không thèm phí lời nữa, cất đan dược đi, đưa tay yêu cầu. Sao bí phương cất rượu ra đây? Nghiêu Hữu đạo ngẩn ra, chợt giả bộ hồ đồ nói. Hai, ta về thiên cốc dành thời gian dưỡng thương đã, về chậm không biết còn bị gán cho tội danh gì nữa. Nói xong hắn liền xoay người đi, Ngọc Thương há hốc mồm, bước vội tới kéo tay hắn, rất muốn nói với hắn một câu, người đã bị hạn chế tu vi còn muốn chạy đằng nào, người chạy được không? Lời chưa kịp ra khỏi miệng đã đổi thành, như hiểu đạo, người có ý gì? Như hiểu đạo coi như không có chuyện gì xảy ra nói. Không có ý gì, quay về mà. Không quay về chẳng lẽ chờ phiêu miếu các kiếm cớ hay sao? chương 1121, bán bí phương. Ngọc Thương lôi kéo không tha nói. người về cũng được, đưa bí phương rượu cho ta. Nghiêu hữu đạo tiếp giả bộ hồ đồ, từ đâu ra bí phương rượu nước gì, không biết ông đang nói gì cả. Tiên sinh Ngọc Thương, buông tay đi, ta thật sự không thể kéo dài thời gian, thật sự phải đi về. Sao hắn có thể không biết đối phương đang nói tới cái gì? Lúc trước đối phương đề cập tới mục đích tới phiêu miếu các lần này đã nói với Toa Như Lai chuyện biếu tặng bí phương rượu. Nhưng hắn không muốn cho, nếu Toa Như Lai cảm kích mà tha cho hắn, bí phương rượu có cho cũng được. Quan trọng là Toa Như Lai rõ ràng muốn ép chết hắn người ta đã muốn hại chết hắn hắn còn đưa quà cho người ta cần phải tiện đến mức nào mới có đạo lý như thế hắn dựa vào cái gì mà phải dâng bí phương rượu cho toa như lai ngọc thương ngươi chớ giả bộ hồ đồ với ta ngươi không giao bí phương ra đây ta không thể nào trả lời với người ta lời đã nói ra ta không thu về được giao bí phương cho ta thấy ông ta lằng nhằng không chịu thả như hữu đạo thấy là hỏi ta nói này tiên sinh ngọc thương đồ là của ta Trước đó ông cũng không đánh tiếng với ta, không được ta đồng ý, ông dựa vào cái gì mà nói với người ta là muốn tặng cho người ta? Ngọc Thương, đúng, nói như ngươi quả thực là ta không phải, nhưng mọi việc phải phân tình huống. Ta làm như vậy là vì ai, chẳng phải là vì ngươi có phải không? Nghiêu Hữu Đạo, tiên sinh Ngọc Thương, ông rõ ràng là vì đại nghiệp của Hiểu Nguyệt các các ông. Lui 10.000 bước mà nói, bảo đảm cho ta cũng là bảo đảm cho Hiểu Nguyệt các, làm sao lại thành chỉ vì muốn tốt cho ta? Ngọc Thương than thở được, ta thừa nhận cũng là vì hiểu nguyệt các của ta có được hay không. Đừng đùa nữa, giao bí phương ra đây. nghiêu Hữu Đảo, cho nên à, hiểu nguyệt các các ông được lợi ích, dựa vào cái gì để một mình ta đào đông đào tây lấp hố, xong chuyện còn chụp mũ cho ta, nói là vì muốn tốt cho ta. Bán đứng ta, ta còn phải giúp ông kiếm tiền, trên đời này có đạo lý này hay sao? Tiên sinh Ngọc Thương, ông cũng cáo giả quá đi chứ. Ngọc Thương ngẩn người, phát hiện không đúng, làm sao nói qua nói lại lại thành đào hố gì rồi. Hôm nay ông ta xem như đã được chứng kiến tài ăn nói của vị này rồi, bắt đầu nghi ngờ, nghi ngờ chân tướng sự thực phía sau việc vị này tranh đấu với tu sĩ nước Triệu. Ông ta tận mắt chứng kiến vị này nói cho tu sĩ nước Triệu có trăm cái mồm cũng không bào chữa nổi. "Đừng có nói sang chuyện khác, y bảo ta đưa ngươi đi là có ý gì, còn cần nói nhiều sao?" "Chính là để ta tới cầm lấy bí phương." Ngọc Thương nói thẳng, Nưu Hữu Đạo cũng nói thẳng thừng, nhỏ giọng nói, "Y muốn giết chết ta, ta còn phải đưa cho y bí phương?" ông ngốc hay ta ngốc? Dù gì ta cũng phải chết, quan tâm y làm gì? Ngọc Thương cuống lên, ngươi nói đúng là gió thoảng mây bay, nhưng ta thì sao đây? Ta đi tay không về bàn giao, nghiêu hữu đạo, còn có thể bàn giao thế nào? Ta không đưa, ông cứ nói y nguyên như vậy cho y đi. Ta nhổ vào, Ngọc Thương sắp phát điên, bàn giao, có thể bàn giao như vậy sao? Toa như lai người ta sẽ không nói thẳng là muốn bí phương, quay về bàn giao như vậy. Nhưng mà người ta rất muốn, tên này muốn chết còn phải kéo theo kẻ chết cùng hay sao? Ngọc Thương xem như phục hắn rồi, tận tình khuyên nhủ. Lão đệ, người tỉnh lại đi, đã là lúc nào rồi, người còn bảo vệ một cái bí phương rượu thì có ích gì? Người yên tâm, ta không giấu riêng bí phương rượu, quả thực đưa cho y. Nếu người không yên lòng, ta dẫn người tới, tự ngươi viết, viết xong lại đưa thẳng cho đối phương, như vậy được chưa? Hơn nữa, người cũng có thể yên tâm, người ta lấy bí phương rồi sẽ không cướp mối làm ăn với ngươi người ta có thể diện, cũng không để ý chút tiền này. Mặc ông ta nói nước bọt phăng tung tóe, Ngưu Hữu Đạo chỉ nói một câu. Không cho, Ngọc Thương sầm mặt, ta có thể nói cho ngươi, sau khi vào đó, muốn giữ mạng thì ngươi còn phải dựa vào người của Hiểu Nguyệt các ta làm trợ lực cho ngươi. Ngưu Hữu Đạo hỏi ngược lại Ngọc Thương, không cần uy hiếp ta, mấy người của ông cũng bị giam trong đó. Lúc trước chính ông đã nói bản thân mình cũng không có cách nào tiến vào thiên cốc. Hiện giờ ông đổi ý cũng chậm rồi, làm sao ông thông báo được cho họ. Trừ khi ông cũng đang gạt ta, nếu không phải không dám động vào hắn ở đây, Ngọc Thương thật sự muốn bóp hắn chết tươi, chưa từng thấy kẻ khó chơi như vậy, vung tay áo nói. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Lẽ nào ngươi không nghĩ tới, ngươi đưa bí phương cho y, chẳng may y cao hứng, không chừng có thể chừa cho ngươi con đường sống. Nghiêu hữu đạo, tiên sinh Ngọc Thương, ông cả nghĩ quá, loại người luôn tự cho rằng mình là đúng, tự cao tự đại này không bao giờ cho rằng ông có thể ngang hàng với y, Ông cho người ta cái gì, người ta đều cho rằng đó là điều hiển nhiên. Cho dù ông có móc tim của ông ra cũng đừng hy vọng người ta có thể làm gì đó cho ông. Ngọc Thương, người chớ ép ta, người ta biết ngọn nguồn của hiểu nguyệt các ta, ta không đắc tội nổi. Ta đã đồng ý với y, nếu lỡ hẹn lại có vẻ như ta đang trêu đùa y. Y chỉ tùy tiện cho chút ngáng chân, hiểu nguyệt các cũng không chịu nổi, còn nói gì khởi sự. Nghiêu Hữu đảo, giờ đã thừa nhận là ông vì hiểu nguyệt các. Ngọc Thương, người có ý gì? Nghiêu hữu đạo, ta cho ông, nhưng không thể cho không. Ngọc Thương nghẹn không nói gì, hỏi. Ngươi muốn cái gì? Nghiêu hữu đạo duỗi ra ba ngón tay. 30 triệu kim tệ. Trước đã đưa quản phương nhi 20 triệu kim tệ lấy từ hiểu nguyệt các. Kết quả quản phương nhi không tiếc vốn liếng mua thiên kiếm phủ cho hắn. Hắn phải nhân cơ hội này kiếm cả gốc lẫn lãi về. Ngọc Thương giận dữ, ngươi quá đáng rồi, quá đáng, tiên sinh Ngọc Thương, ông tuyệt đối đừng nói với ta là ông không biết giá trị của bí phương kia nhé ông cho rằng 30 triệu có thể mua được chắc, ta làm người đã đủ phúc hậu, đã bao giờ để bằng hiếu chịu thiệt. Người gọi cái này là không để ta chịu thiệt, bí phương cho ông, tùy ông xử lý, ông tặng người cũng được, tự chép lại một phần cất rượu buôn bán cũng được. Người sắp chết như ta cũng mặc kệ, bán tháo cho ông, ta còn không tử tế. Ngọc Thương nghẹn học, 30 triệu là bán cho ông ta. Món này rất dễ tính, lợi nhuận từ rượu của Sơn Trang Mao Lư kia khẳng định rất cao, chỉ là sản lượng thấp một chút. Bằng vào thế lực của hiểu nguyệt các, vơ vét đến phối liệu để tăng cao sản lượng hẳn không thành vấn đề. Nếu thật sự mua được các nhà buôn rượu khác, quả thực đây sẽ là một món mua bán cực kỳ có lời. Coi như nhiều hữu đạo không thể sống sót trở về, hiểu nguyệt các không thể khởi sự thuận lợi, trên tay có một con đường phát tài để tích chữ thực lực cũng không phải chuyện xấu. Tính toán một chút, Ngọc Thương hỏi, người cam lòng bán cho ta, nhiều hữu đạo vươn tay vỗ ngực ông ta, ta đưa bí phương cho ông, bí phương ngay trên tay ông, tùy ông dùng, ông còn phải hoài nghi thế nào. Ngọc Thương giơ tay vuốt vuốt tròm dâu, nếu thật sự như vậy thì ông ta quả thực không quá thiệt. Ông ta trầm ngâm nói, trên người ta không có nhiều tiền như vậy, người gây chuyện như thế, từ giờ đến lúc bí cảnh thiên đô mở và phải rời đi đã không còn xa. Bây giờ ta không có cách nào lấy được tiền tới đưa cho ngươi. Nghiêu hữu đạo, ta là một kẻ sắp chết, mang tiền vào cũng vô dụng, không cần ông trả tiền ngay cho ta. Ta tiên tiên sinh Ngọc Thương, Nói tới mức độ này là đã chuẩn bị đưa đồ rồi nhận tiền sau, Ngọc Thương thổn thức cảm thán, giơ tay vỗ bả vai hắn nói. Lão đệ, không cần phải ủ rũ như vậy, không hẳn không có cơ hội sống sót. Như vậy, người đưa bí phương cho ta trước, ta đưa bí phương cho vị kia xem có thể tìm cơ hội nói đỡ cho người một chút không. Nghiêu hữu đạo, hiện tại ta không bỏ bí phương ra nổi. Ngọc Thương trợn mắt, ngươi lại muốn cái gì? Chương 1122, linh chủng 1. Ngưu Hữu Đạo, Ta cũng không thể mang bí phương trên người mọi lúc được chứ. Bí phương rất phức tạp, đầu óc không nhớ được, ta viết trên một tờ giấy. Ông đi tìm Viên Cương ở Sơn Trang Mao Lư, ta viết lá thư cho ông. Ông mang thư đi, giao tiền cho hắn ta, hắn ta sẽ giao cho ông. Ngọc Thương suýt chút nữa bị lời này làm cho nghẹn chết. Thiệt cho ông ta vừa rồi còn tưởng thật, lại coi như vị này làm việc trượng nghĩa, thậm chí đang hơi cảm động một chút. Nói qua nói lại nửa ngày trời hóa ra vẫn muốn ông ta phải một tay giao tiền một tay giao hàng ông ta chỉ vào mũi nghiêu hữu đạo ngươi đừng đùa nữa hiện giờ ta phải giao cho người ta nghiêu hữu đạo hiện giờ ta quả thực không thể giao ra được ông bảo ta phải làm sao ông có giết ta cũng vô dụng ông không biết cố nói với người ta hay sao cứ nói là ta đã nói địa điểm cho ông bảo ông đi lấy bí phương này không phải thứ mà cứ lấy là ủ ra được rượu trước đó còn phải chuẩn bị cần phải trông nom như vậy chẳng phải mất hai ba ngày hay sao? muốn giao ngay bây giờ, đừng mơ, hắn nhất định phải lấy được tiền rồi hắn nói. đương nhiên, hắn cũng biết toa như lai muốn bí phương này, hắn không gánh nổi. một khi bí phương đến tay người ta, người ta có thể lấy đó để buôn bán hay không, có trời mới biết. chỉ dựa vào địa vị hung hăng của người ta, nếu thật sự muốn cho ai làm buôn bán, thậm chí hắn còn không thể nói lý. nếu hắn không thể sống trở về, bọn viên phương cũng không giữ được bí phương sớm muộn gì cũng bị người khác cướp mất. Nếu hắn có thể sống mà trở về, hắn đã chuẩn bị tốt để gia nhập tử kim động. Thân là người trong môn phái, trên tay mang theo một tảng mỡ dày không bỏ là tự kiếm chuyện cho mình. Hắn đã sớm có tính toán khác với bí phương, nếu trước sau gì cũng phải công khai, hắn nhất định phải kiếm về lợi ích lớn nhất. Nếu thật không thể quay về, thật sự phải chết ở đây, có thể trừ lại chút tài sản cho người trong sơn trang mau lư cũng coi như không phụ những người đã theo mình. Đánh cũng đánh không được, mắng càng vô dụng ngọc thương đúng là không làm gì được hắn chỉ có thể thỏa hiệp cuối cùng nghiêu hữu đạo viết một lá thư chỉ có viên cương hiểu được viên cương nhìn thấy tất nhiên sẽ sắp xếp tức thì tức vẫn phải lấy đại cục làm trọng nhận được thư ngọc thương vẫn dặn hắn sau khi vào bí cảnh thiên đô phải cẩn thận sau đó hai người chia tay tu sĩ nước triệu và đám từ đồ rượu đã trở về thiên cốc trước nhóm nghiêu hữu đạo vừa tới lập tức khiến mọi người chú ý không ít người đang lo lắng chờ đợi ví dụ như trưởng lão chịu trách nhiệm của tử kim động ở đây nghiêm lập lối vào sơn cốc có người đi vào trong sơn cốc lại có người chờ đợi ánh mắt mọi người đều dán vào họ nhìn những người trở về trong đó thiếu một người mọi người muốn biết kết cục của người kia ít đi nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo không thấy đâu không trở về tiếng nghị luận sôi nổi vang lên dường như ai cũng nghĩ đến kết cục của nghiêu hữu đạo cao thủ đệ nhị đan bảng nhan bảo đứng ở cửa động nhích miệng tỏ vẻ chiêu tức thầm nói đúng là bớt cho ta một phiền phức, cho dù đoán được Ngưu Hữu Đạo có khả năng gặp bạn, đám tu sĩ nước Yến vẫn nhanh chóng đi tới tiếp đón. Trưởng lão nghiêm lập của Tử Kim Động là người đầu tiên không chờ được, hỏi. Ngưu Hữu Đạo đâu, vì sao Ngưu Hữu Đạo không trở về cùng các người, tư đồ diệu thở dài, phía sau có người đang tìm hắn, chờ một lúc nữa sẽ qua đây. Lời vừa nói ra, tu sĩ nước Yến nhìn nhau, trưởng lão Sơn Hải của tiêu giao cung hỏi, Ngưu Hữu Đạo không có chuyện gì chứ. Tư đồ diệu hiểu ý của ông, lắc đầu nói. Tạm thời không sao, may mà tránh được một kiếp. Trưởng lão ba phái nước yến nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Trưởng lão nghiêm lập của tử kim động chú ý thấy nhóm người từ châu Nam không có bất luận vẻ vui mừng gì, hỏi. Tránh được một kiếp là tốt, sao chưa vị biểu hiện như vậy? Tư đồ diệu than thở. Ta nói rồi, tạm tránh được một kiếp. Phiêu miếu các cho nghiêu hữu đạo một đường sống, nhưng có điều kiện, tiền đề là Ngưu Hữu Đạo phải giữ vị trí số một trong chuyến đi bí cảnh thiên đô, bằng không vẫn sẽ giết Ngưu Hữu Đạo. Hả, người nước Yến đều giật mình, nhiêm lập cuống lên, Ngưu Hữu Đạo chỉ là tán tu, làm sao có khả năng giữ số một. Như vậy không phải là biến tướng đẩy hắn vào chỗ chết sao? Tư đồ rượu than thở, đám tu sĩ nước triệu trở về cùng lúc đi vượt qua mọi người bên nước Yến, kẻ nào kẻ nấy đều nhìn bên này với ánh mắt cực kỳ bất thiện. Sau khi trở lại sơn cốc, đám người kia vừa bần thần vừa bất an. Ba vị trưởng lão chủ sự đều chết rồi, còn chưa vào bí cảnh Thiên Đô đã tổn hại nhiều nòng cốt tinh nhuệ như vậy. Không lâu sau, dưới sự áp giải của tu sĩ Phiêu Miếu Các, nhiều hữu đạo lão đảo bước về. "Không chết?" Nhan Bảo đứng ở cửa sơn cốc nhíu mày, khá bất ngờ. Đại khai sát giới ở Thiên Cốc mà còn sống quay về. Rất nhiều người nhìn thấy đều vô cùng kinh ngạc, tình hình ngoài ý muốn như vậy xuất hiện, ai cũng khó nhịn được hiếu kỳ, muốn làm rõ chuyện đã xảy ra. Người ở khắp nơi lục tục kéo đến do là tình huống từ tu sĩ nước yến hoặc nước triệu, tu sĩ nước yến không nói gì, chỉ nói không có chuyện gì. Tu sĩ nước triệu thì muốn phát tiết phẫn hận trong lòng, nói rằng toa như lai biến tướng muốn dồn ngưu hữu đạo vào chỗ chết, có vẻ như ước gì mọi người đều biết ngưu hữu đạo sớm muộn gì cũng phải chết mới được. Chuyến hành trình đi bí cảnh thiên đô này, ngưu hữu đạo phải lấy được hạng nhất mới có thể sống sót. Tin tức nhanh chóng khuếch tán, trở thành một đề tài được bàn tán. Tu sĩ nước yến đưa ngưu hữu đạo tới điểm dừng chân của nước yến nơi này đã cố ý trở lại một cái hang núi cho đám nghiêu hữu đạo. Một cái hang dường như hơi nhỏ, nhưng không gian của thiên cốc có hạn. Bây giờ không thể so với trước kia, trước kia khi bảy quốc gia của đại lục đưa ra nghìn người, bốn các chấn thủ bốn biển xuất ra 500 người, mỗi lần đều có 9.000 tu sĩ sông bí cảnh thiên đô. Chỉ có khóa này là có thêm 1.000 tán tu, đầy đủ 10.000 người tham gia. Người nhiều lên, tất nhiên cũng chen chúc hơn. May mà đây chỉ là nơi đặt chân lâm thời, không phải quá khó chịu chấp nhận một chút là được. Đợi đến lúc đám người thượng vàng hạ cám lui về, tư đồ rượu tới cạnh như hữu đạo, nhỏ giọng hỏi. Thực sự là vạn đồng phúc và minh tĩnh ngầm đánh lén ngươi trước. Ngươi có ý gì, như hữu đạo liếc y từ trên xuống một lượt, không phải chúng ra tay trước thì là ai. Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng ta cố ý tìm cỡ, ý ta không phải như vậy. Tư đồ rượu lúng túng cười, chờ y đi ra ngoài, vần cờ đi vào sâu trong hang núi tìm như hữu đạo, nhỏ giọng hỏi giống như từ đồ rượu thực sự là bọn họ đánh lén ngươi trước, như hữu đạo trầm mặc đưa ra đáp án không giống vừa nãy. Có phải chúng âm thầm ra tay trước hay không không quan trọng, quan trọng là chúng sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với ta. Bây giờ đối phương như rắn mất đầu, uy hiếp bên nước triệu chắc chắn sẽ giảm mạnh. Muốn đối phó với ta không chỉ có một hai nhà, có cơ hội làm yếu một nhà là bớt được một nhà, chẳng có gì phải khách khí. Phân cơ hiểu, hóa ra lúc trước cãi nhau ở phiêu miếu các toàn là cãi láo, bà ta nghĩ lại mà vẫn sợ, Hải hùng nói: "Ngươi điên sao, ngươi có biết ngươi làm như vậy là mạo hiểm bao nhiêu, ngươi không sợ phiêu miếu các nóng giận sẽ giết ngươi ngay tại chỗ?" Ngưu Hữu đảo. "Đổi lại địa điểm khác, thời điểm khác thì có lẽ, nhưng hiện giờ thì không. Chỉ cần ta có lý do để vin vào, chỉ cần ta có thể đưa cho phiêu miếu các một bậc thang để hạ xuống, họ sẽ không giết ta. Nếu chẳng phải vậy, ta cũng không dám xuống tay." Vân Cơ nghi ngờ không thôi: "Ngươi lấy đâu ra lắm tự tin như vậy?" Ngưu Hữu đảo. Hành trình bí cảnh thiên đô ngoài việc tìm kiếm tài nguyên cho giới tu hành ra, đối với phiêu miễu các mà nói, trong đó còn có một mục đích mà mọi người ngầm hiểu. Cô nên hiểu rõ việc này, chương 1123, Linh Chủng 2. Vân cơ than nhẹ, tự nhiên biết hắn đang nói chuyện gì. Vừa muốn lợi dụng tu sĩ thiên hạ giúp họ khống chế thiên hạ, từ đó họ sẽ dễ dàng cướp lấy tài nguyên của thiên hạ, vừa không muốn tu sĩ khác trở nên lớn mạnh, mượn cơ hội này tiêu giảm số lượng tu sĩ tinh nhuệ của thiên hạ. Nghiêu hữu đạo gật đầu, Đúng là như thế, bây giờ có người muốn bảo đảm cho ta, lại có kẻ muốn giết ta. Chỉ cần ta vừa vào bí cảnh thiên đô lập tức sẽ trở thành tiêu điểm cho mâu thuẫn giữa hai đám người. Để ta đi vào là có thể tăng lên khả năng tự giết lẫn nhau. Lần này ngay cả tán tu cũng bị ném vào, dụng tâm ác độc. Cô cảm thấy kẻ cai quản nơi này có cần thiết phải hóa giải mâu thuẫn đang tăng lên giữa hai đám người hay không? Vân cơ bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng đã biết vị này lấy gan ở đâu ra mà dám đánh đánh giết giết ở chỗ này, hóa ra là không hề sợ hãi. Bà ta rất bội phục sự dũng cảm và tầm mắt của vị này, nhưng vẫn sẽ có chút ít lo lắng nói. Tránh thoát được trước mắt, nhưng sau đó phải làm sao? Vốn chỉ cần tranh thủ sống sót rời đi là được, bây giờ một cái danh, hạng nhất, đã gần như chặt đứt đường sống cuối cùng của ngươi. Hai, Ngưu Hữu Đạo thở dài trong lòng, cảm thấy bất đắc dĩ. Vốn hắn cho rằng chỉ cần có thể đưa ra lý do hợp lý, phiêu miếu các sẽ thuận thế đẩy thuyền không sai phiêu miếu các muốn đạt mục đích của họ thì quả thực nên tha cho hắn ai biết được chỉ là tạm thời buông tha hắn đại khái đoán được nguyên nhân đó là vì hắn đã ra tay dưới mí mắt của toa như lai bất kể người có lý hay không toa như lai không vui cho nên trừng phạt toa như lai cai quản việc tiến hành lần này của phiêu miếu các vừa muốn thả nghiêu hữu đạo vào bí cảnh thiên đô để đạt được mục đích chém giết lẫn nhau lại không muốn cho hắn đường sống hơn nữa y lại còn muốn bí phương trên tay hắn vậy thì làm sao có đạo lý nào đáng nói. Nguyệt điệp bay nhảy trong hang núi, dập dìu lấp lánh. Nghiêu hữu đạo xoay người, chống kiếm đứng, nhìn chăm chú vào Nguyệt điệp đang đậu vào chỗ lồi lõm nơi vách đá. Ánh sáng từ Nguyệt điệp chiếu rọi vẻ mặt có phần phiền muộn của hắn. Tầm mắt phu, bằng mũi tên, cô có biết lời này có ý gì không? Phân cơ, biết, lời này của toa như lai miêu tả tình cảnh trước mắt của ngươi. Là phân tích hai chữ quy tắc mà mũi tên chính là tầm bắn của mũi tên, ngụ ý thực lực tầm mắt phu bằng mũi tên ý của y là chỉ thực lực to lớn mà bản thân ngươi đang nhìn thấy chính là quy tắc vừa dứt lời bản thân bà ta cũng đã hiểu rằng mình vừa gián tiếp trả lời chính câu hỏi vừa nãy của mình đối mặt với thực lực hùng mạnh của phiêu miễu các nhiều hữu đạo có lựa chọn khác không sau đó thì sao chỉ có thể tiếp nhận và đối mặt đúng đấy đây chính là quy tắc y nói đã quá rõ ràng rồi nhiều hữu đạo cười khổ tảng sáng phần cuối của sơn cốc xuất hiện sương sám bồi hồi như có như không, rất lâu không tán. Phiêu miếu các rất có kinh nghiệm trong việc này, biết đây là dấu hiệu bí cảnh thiên đô sắp mở, lập tức phát hiệu lệnh. 10.000 tu sĩ bị nghiêu hữu đạo giết bớt một ít, bây giờ còn gần 10.000 tu sĩ, sau khi nghe hiệu lệnh lập tức dồn dập chui ra khỏi hang núi, đi tới nhận vật tư. Hoàn cảnh trong bí cảnh thiên đô khác với bên ngoài, thực ra chính là một thế giới khác. Thứ ở bên trong không ra được, mà đồ vật bên ngoài không vào được. Có điều, con người dù sao cũng thông minh, tìm được biện pháp giải quyết. Vật phẩm được nhận chính là vật được chuẩn bị để tiến vào bí cảnh thiên đô. Người chủ trì việc phân phát vẫn là Bạch Ngọc Lâu. Vật phẩm không được nhận nhiều, mỗi người một phần. Tất cả mọi người muốn đi vào bí cảnh thiên đô đều phải đàng hoàng xếp hàng nhận. Trước mặt phiêu miếu các, bất kể mọi người có thân phận hay địa vị gì cũng sẽ bị ngó lơ. Nhiều hữu đạo tự nhiên cũng xếp hàng trong số đó. Trung quanh có không ít người quan tâm đến hắn giám đại khai sát giới trước con mắt của bao nhiêu người ở thiên cốc này muốn tránh bị chú ý quả thực rất khó bị quá nhiều người để ý đến không phải việc tốt cũng không phải điều mà nghiêu hữu đạo muốn có thể sẽ mang tới không ít phiền phức cho tương lai thế nhưng thế cuộc ép nghiêu hữu đạo không còn cách nào khác chỉ có thể để chuyện tương lai đến tương lai rồi nói quan trọng nhất hiện giờ là phải nghĩ cách vượt qua cửa ải trước đã bằng không ở đâu ra tương lai mà nghĩ một loạt bàn xếp thành hàng chắn ngang thung lũng Người đã đăng ký nhận vật phẩm xong sẽ đi qua khoảng trống giữa các bàn, đi tới vùng xương mù lần quất ở cuối sơn cốc, chờ đợi. Thừa dịp mọi người đều lộ mặt, Nghiêu Hữu Đạo hỏi thăm một số cao thủ đan bảng xếp hạng trước. Hắn không biết nên nhờ người ta chỉ điểm để phân biệt. Sau khi nhận đồ vật đi qua, Nghiêu Hữu Đạo mở lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay hắn có 30 hạt to như hạt vừng, óng ánh màu tím. Đây chính là vật phẩm cần thiết nhất định phải có để vào bí cảnh thiên đô, tên là Linh Trùng. Hoàn cảnh trong bí cảnh Thiên Đô rất đặc biệt, bất kể không khí hay khí hậu hay các loại sinh vật đều có ảnh hưởng to lớn đối với con người. Trong hoàn cảnh đó, đầu óc con người sẽ hỗn loạn tưng bừng, mà ngây người ở đó quá lâu, thân thể sẽ dị dạng mà chết. Linh trùng này có thể giúp người loại bỏ các ảnh hưởng đặc biệt này. Linh trùng cũng là nhu phẩm cần thiết để luyện chế Linh Nguyên Đan trong giới tu hành. Linh trùng có tác dụng thần kỳ giúp loại bỏ các tác dụng phụ của Linh Nguyên Đan. Bởi vậy, Linh trùng là thứ khó có thể dứt bỏ đối với giới tu hành. Linh trùng chính là thứ sinh ra tại bí cảnh thiên đô, mục đích của hành trình tới bí cảnh thiên đô các lần trước chính là để hái vật ấy. Bí cảnh thiên đô sẽ mở mỗi 50 năm một lần, mang ý nghĩa mỗi lần thu hoạch nhất định phải thỏa mãn lượng dùng của cả giới tu hành trong vòng 50 năm. Lúc này số lượng được phân phát cho mỗi người là như nhau, 30 hạt mỗi người. Một hạt có hiệu quả trong vòng một ngày. Nói cách khác, thứ này được phân cho mọi người chỉ có thể đảm bảo 30 ngày trong một năm. Nếu trong vòng 30 ngày không tìm được linh trùng để tiếp tục duy trì thì sẽ gặp nguy hiểm. Không người ngoài nào biết trên tay phiêu miếu các có còn nhiều linh trùng hay không, nhưng chỉ phát ra bằng ấy có nghĩa là người đi vào phải liều mạng tìm kiếm mới được. Đương nhiên, phiêu miếu các cũng không để mọi người phí công đi, cũng cho mọi người một cơ hội phát tài. Mang linh trùng ra, phiêu miếu các sẽ xếp hạng dựa theo số lượng gặt hái được, cũng sẽ ban thưởng theo thứ tự cao thấp. Ban thưởng của phiêu miếu các chính là trọng thưởng, có thể khiến các môn phái đỏ cả mắt mà quốc gia nào xếp hạng chót chính là đi không công. Đã vậy, một vấn đề phiền toái xuất hiện, thể tích linh trùng quá nhỏ, cho dù có dấu người nghìn hạt trên người cũng khó có ai khác phát hiện ra. Như vậy thì phiền phức rồi, không đến lúc cuối cùng, chẳng ai biết người nào lấy được nhiều, người nào lấy được ít. Cho dù có nói thật, nói không lấy được bao nhiêu, người ta chưa chắc đã tin. Môn phái nào có thể lấy ra để cho người ta kiểm tra hay sao? Lại càng không thể để người khác soát người. Thí dụ như tu sĩ môn phái nước vệ không thể để tu sĩ môn phái nước tề soát người, như vậy là một chuyện vô cùng nhục nhã, không ai đồng ý. Nếu phải hạ thấp cái đầu, lúc về đừng mong có ngày sống dễ chịu. Đã như thế, cũng chỉ còn lại một kết quả, cướp. Một khi đã cướp thì không thể tránh được việc chém giết. Một số kẻ có ý nghĩ kỳ lạ từng đưa ra suy nghĩ không quá thiết thực, cảm thấy các môn phái quá ngốc, cho rằng có thể hợp tác với nhau để tranh cái xếp hạng kia. chương 1124, Bí cảnh thiên đô nhưng hiện thực rất tàn khốc một khi có người tạo ra bảng xếp hạng để tranh đoạt lợi ích thì tất nhiên sẽ có người tranh cướp không nói các nước chỉ nói riêng đệ tử các môn phái ai dám cam đoan tất cả đều là người giỏi tiến vào bí cảnh đều muốn thể hiện sự xuất chúng của mình môn phái đi vào bí cảnh thiên đô có ai lại không ngại việc tay không trở về rồi sau đó làm sao trả lời cho phiêu miếu các ít nhất cũng phải mang một ít linh chủng về mới được bí cảnh thiên đô lớn như vậy muốn tìm được linh chủng thì phải phân tán ra khắp nơi để tìm kiếm không thể cả một môn phái cùng đi về một hướng được. Như vậy khác gì so với một người tìm kiếm, phân tác thì lại có lúc thế đơn lực bạc, mà cường giả đụng với kẻ yếu lại có cơ hội ỉ mạnh hiếp yếu, ra tay là có cơ hội thu hoạch, ai có thể đảm bảo tất cả mọi người đều an phận thủ thường. Nhìn thấy đồng môn sư huynh đệ làm tốt hơn mình, sẽ có người dùng thủ đoạn cấp tiến trăng. Chỉ cần có một người bị hại, tất cả mọi người sẽ bắt đầu cảnh giác theo. Không ai sẽ thừa nhận là mình ra tay độc ác, không ai thừa nhận, tất cả mọi người đều sẽ hiểu lầm là có người bắt đầu cướp giật ai còn có thể tin tưởng ai con sâu làm dầu nồi canh sau đó sẽ sản sinh hiệu ứng dây chuyền huống hồ còn có đám vô lại giảo hoạt của nước tấn kia nữa nước tấn sẽ không dễ dàng từ bỏ phần thưởng của phiêu miễu các mặt khác dưới tình huống này làm sao có người bằng lòng với vị trí chót không thu hoạch được gì thì chưa nói mà đệ tử trong môn còn chết uổng phí cầm lấy hạng bét cũng sẽ ảnh hưởng to lớn đến danh dự của môn phái vì lẽ đó, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tranh giành xếp hạng kia. Nói chung, đủ loại nguyên nhân thúc đẩy, căn bản là không thể nào tránh khỏi chuyện cướp giật nảy sinh. Bởi vậy, một khi tiến vào bí cảnh thiên đô mang ý nghĩa phải đối mặt với một cuộc giết chóc đẫm máu. Hơn nữa, đó lại không phải giết chóc thông thường. Người đi vào bí cảnh thiên đô phần lớn là đệ tử tinh nhuệ của các môn phái, không môn phái nào có thể ngồi yên nhìn những đệ tử đó dễ dàng chết đi. Dù cho làm dáng một chút, cũng phải tập tràn tài lực trợ giúp mỗi khi vào lúc này chính là thời điểm làm ăn tốt nhất của thiên hành tông bán được một lượng lớn phù triện bởi vậy bí cảnh thiên đô thành nơi các tu sĩ chém giết kịch liệt nhất tàn khốc nhất toàn bộ giới tu hành vì vậy sẽ không có ai đồng ý tới nơi này như hữu đạo cũng không muốn đến tới nơi này chính là liều mạc nhưng hắn khác những người khác dưới quy tắc là không có lựa chọn khác lúc này hắn đang nâng bàn tay lên sát mũi người linh chủng vừa mới nhận được phát hiện có một mùi thơm dị thường thoang thoảng mà thấm ruột thấm gan. Thứ này quá nhỏ, sợ rơi mất cũng không biết, hắn cẩn thận thu gom lại, sau đó ngẩng đầu nhìn các cuộn tranh lớn được treo lơ lửng trên vách đá chung quanh. Trên các cuộn tranh vẽ một loại cây, chính là cây sản xuất linh trùng, mà giới tu hành gọi là linh thụ. Tranh được treo ở đây là muốn cho mọi người đều nhận thức một chút, thuận tiện còn vào hái. Sau khi mọi người nhận vật phẩm xong, tất cả tụ tập chờ đợi ở ngoài sương mù. Khoảng một canh giờ sau, sương mù nhẹ nhàng bồng bềnh chợt rung chuyển kịch liệt cuối cùng trong cõi u minh có tiếng ủng vang dội âm thanh không lớn dường như có thể gột rửa tâm thần con người trong sương mù thỉnh thoảng có một điểm sáng trắng chợt nổ bùng lên trong khoảng khắc nổ bay làn sương mù minh mông tất cả mọi người bao gồm cả nghiêu hữu đạo đều nhìn chăm chú cảnh tượng kỳ dị này vài tu sĩ phiêu miếu các lắc mình đáp xuống trước sương mù đối mặt với mọi người nhặt một hạt linh trùng làm mẫu phương pháp sử dụng trước mặt mọi người ném linh trùng vào miệng rồi nuốt xuống, sau đó thi pháp luyện hóa, tiếp đó lục tục xoay người đi vào trong sương mù, còn kéo theo một sợi dây xích trước khi đi. Một đầu xích sắt tiến vào sương mù, một đầu khác khóa lại ở vách núi bên ngoài. Chờ như vậy một lúc, ở sâu xa trong sương mù dường như có người dùng lực vung vẩy xích sắt. Trên vách núi, một cái chuông liên tục vang lên tiếng cong cong cong. Nhìn chằm chằm chiếc chuông kia, Bạch Ngọc Lâu Yên lặng gật đầu, sau đó xoay người chắp tay với mọi người rồi đưa tay chỉ hướng sương mù, nói. Chư vị, bắt đầu đi, mọi người liếc nhau một lượt, người đứng ở hàng trước không thể không lấy một hạt linh chủng ra dùng, sau khi tiến lên thì cẩn thận từng ly từng tí một sông vào sương mù. Không bao lâu sau, đi theo đoàn người tiến lên, như hữu đạo được một đống người hộ vệ chung quanh đi vào trong sương mù, sợ có người sẽ nhân cơ hội tập kích như hữu đạo. Trước khi tiến vào sương mù, mọi người đều biết phía sau sương mù là vách đá, nhưng vừa đi rồi, dù cho đã đến vách đá, dù đã đi đủ khoảng cách cũng không chạm được vách đá dường như vách đá đã biến mất đi tới đi tới mọi người lục tục sáng mắt lên trước mắt đột nhiên xuất hiện một cánh rừng cổ xưa nào có cái bóng của vách núi nào nơi này chính là bí cảnh thiên đô chớp mắt đã đưa thân vào một cảnh tượng khác nhiều hữu đạo bỗng nhiên quay đầu nhìn lại sương mù đã biến mất không thấy hình bóng phía sau cũng là cánh rừng cổ xưa hư không như có gợn sóng dập dần không ngừng có người bỗng dưng đi ra rất thần kỳ Mặc dù Ngưu Hữu Đạo lần đầu đi tới nơi này nhưng trước khi tới cũng đã chuẩn bị kỹ, biết lúc này đã tiến vào là không thể nào quay về. Một năm sau, sương mù sẽ xuất hiện ở vùng rừng rậm này. Chỉ khi sương mù quỷ dị kia xuất hiện, mọi người mới có thể đi qua sương mù trở về. Mà sau khi hết một năm, sương mù trong thiên cốc sẽ biến mất. Nói cách khác, trong vòng một năm, bất cứ người nào trong thiên cốc cũng sẽ có thể đi vào thế giới này. Một năm sau, đường sương mù nối với nơi này sẽ bị gián đoạn, muốn vào tiếp thì phải đợi 50 năm sau. Mặt khác, trong một năm, người trong thế giới này sẽ không thể trở về thế giới kia. Mà sau một năm, phải mất 50 năm nữa thì đường nối mới lại mở ra. Phía sau còn có người đi ra, mọi người lập tức tản ra, nhường đường. Tu sĩ phiêu miếu các quát mắng, một năm này họ cũng không thể quay về. Nhiều hữu đạo nhìn kỹ các tu sĩ phiêu miếu các đó một lượt, sau đó được mọi người hộ tống cùng tránh ra. Lúc này, Nghiêu hữu đạo mới phóng sự chú ý về phía rừng rậm chung quanh. Các cây cổ thụ lớn đến đáng sợ, ngẩng đầu nhìn lên, sợ là cây thấp cũng cao đến trăm trượng. Thân cây tráng kiện đến mức phi thường phóng đại, người đứng dưới chỉ như con kiến. Trên rất nhiều cái cây đều có các dấu vết cũ của các cuộc tranh đấu. Nghiêu hữu đạo biết, mỗi lần hết một năm, nơi này chính là cửa ải chém giết để cướp giật cuối cùng. Trình độ tranh đấu kịch liệt quả thực có thể tưởng tượng được. Đừng nhìn, không phải người biết tình cảnh hay sao. Muốn bị một đám đông nhìn ngươi chằm chằm sao? Đi mau, trưởng lão Nghiêm Lập của Tử Kim Động lôi Nưu Hữu Đạo. Mọi người bảo vệ Nưu Hữu Đạo qua lại khu rừng cổ, nhanh chóng cách xa. Nhưng còn chưa đi được bao xa, Nưu Hữu Đạo đột nhiên lên tiếng. "Chờ đã." Hắn dừng lại trước tiên, Nghiêm Lập đành dừng lại theo, trầm giọng nói, "Chờ cái gì, còn không mau đi?" Nưu Hữu Đạo hất cằm về phía dòng suối trong khu rừng nói, "Người quen, đi chào hỏi." Mọi người nhìn theo chỉ thấy bên cạnh dòng suối một tu sĩ phiêu miếu các phụ trách điều tra khu vực lối vào đang đứng trên một tảng đá mắt quét nhìn chung quanh người quen mọi người hai mặt nhìn nhau đang muốn cùng đi với hắn nghiêu hữu đạo giam tay ngăn cản mọi người ở lại đây chờ mọi người đến gần rồi có mấy lời ta lại không tiện nói với y yên tâm y là người của phiêu miếu các có y ở đây không ai dám làm gì ta nghe hắn nói như vậy mọi người không thể làm gì khác hơn là dừng lại nhìn theo ôm cảm giác chờ mong khó hiểu. chương 1125, kẻ ngu si này một Nghiêu hữu đạo lắc mình đáp xuống cạnh tu sĩ phiêu miễu các kia. Người kia đứng trên tảng đá, từ trên cao nhìn xuống nghiêu hữu đạo, nói. Nghiêu hữu đạo, chuyện gì? Xong y dương mắt nhìn đám người nước yến một cái. Nghiêu hữu đạo nở nụ cười, xem ra trận đánh ở thiên cốc không uổng công, lại biết mình là ai. Hắn chắp tay nói, không dám trèo cao tiền bối, chỉ là có chút chuyện không hiểu rõ, muốn nhờ tiền bối dạy cho một hai. Được vị nghiêu hữu đạo đại danh đỉnh đỉnh đây gọi là tiền bối, tu sĩ kia đúng là có cảm giác vui sướng khá tốt, có điều vẫn trầm giọng nói. Không nên hỏi thì đừng hỏi, nghiêu hữu đạo vội hỏi, tiền bối yên tâm, vãn bối tuyệt không hỏi những chuyện không nên hỏi kia, chỉ muốn hỏi thăm, mọi người đều không mang thức ăn đi vào, vậy thứ ở trong này có thể ăn được không? Nghe thấy chuyện như vậy, tu sĩ kia cũng thuận miệng đáp ngươi ăn linh trùng kia rồi đương nhiên sẽ không có vấn đề gì chỉ cần không ăn thứ có độc tất cả sẽ giống như bên ngoài không có ảnh hưởng gì trước khi người đi vào đây mà không làm rõ chuyện như vậy sao còn phải đợi đến lúc này mới hỏi ta ngươi hỏi họ không được sao ngươi tuyệt đối đừng nói là mỗi người đi vào trước lại không có ai hiểu bất kỳ điều gì trong bí cảnh y nhắc cầm về phía người khác của nước yến đám người nước yến cũng đang khó hiểu không biết hai người đang nói chuyện gì nghiêu hữu đạo than thở Lúc trước vốn không nghĩ là mình sẽ tới đây, tin tức vừa tới quả thực quá đột ngột. Lúc đó tình huống của vãn bối đặc biệt, chính đang lảng tránh ít chuyện, quả thực chưa kịp hiểu rõ. Sau này đúng là có hỏi họ một chút, nhưng họ đều mang ý xấu riêng, vãn bối quả thực không yên lòng, cảm thấy nên hỏi tiền bối một chút mới có thể yên tâm. Tiền bối, nước ở đây có thể uống không? Tu sĩ kia nói, chỉ cần dùng linh trùng, ăn ăn uống uống đều giống nhau. Nghiêu hữu đạo, bọn họ nói, sau khi đi vào, các tiền bối phải đợi một năm không ra được lẽ nào các tiền bối cũng ăn uống như chúng ta tay hắn như có vẻ vô tình làm động tác dẫn hướng chỉ xuống dòng suối trước mắt tu sĩ kia không nhịn được nói chung quanh đây chỉ có một dòng suối này chúng ta phải thủ ở đây không ăn uống ở đây thì ăn uống ở đâu yên tâm chỉ cần ngươi không chết trên tay của người khác thì ăn không chết được ngươi đâu được rồi nên làm gì đi làm đi đừng rông dài nhanh chóng hỏi được vấn đề mình muốn biết nghiêu hữu đạo nuốt lại lời giải thích khác đã ấp ủ trong lòng không nhiều lời nữa chắp tay cáo từ cảm ơn tiền bối đã chỉ giáo ôi ta sợ là không có cơ hội sống sót trở về hắn lắc đầu xoay người đi nghe hắn nói thê thảm như vậy mà chuyện của nghiêu hữu đạo bây giờ cũng không phải bí mất gì tu sĩ kia cũng hơi đồng tình cảm thấy vị này quả thực có lẽ không thể sống mà về được nghiêu hữu đạo trở lại cạnh tu sĩ nước yến nói đi thôi ngươi thực sự quen người kia nghiêm lập vẫn khó tin hỏi Đừng nói ông ta, ngay cả những người khác cũng nhận ra, Như Hữu Đạo nói chuyện với tu sĩ kia thấy thế nào cũng không giống như người quen. Như Hữu Đạo ha ha nói, đùa thôi mà, muốn mời người ta giúp một phen bị từ chối. Mọi người suýt nữa trợn trắng mắt, Nghiêm Lập vừa bực mình vừa buồn cười, đang muốn bảo mọi người tiếp tục chạy đi, lại thấy đằng sau có một đám người tới, là tu sĩ nước vệ. Song phương gặp nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bên tu sĩ nước vệ dường như có người rất mừng rỡ lao ra không phải ai khác, chính là Ngụy Đa. Ngụy Đa là tu sĩ nước vệ, lúc xuất phát đã đi cùng tu sĩ nước vệ. Lúc ở Thiên Cốc, Ngụy đã đã muốn tìm Ngưu Hiếu Đạo, nhưng bị người khác ngăn cản, là Tây Môn Tình Không. Ngụy Đa là đại biểu của Thượng Thanh Tông, mặc kệ cá nhân Ngụy Đa có ý kiến gì, trước khi xuất phát, Đường Nghi đã tìm Tây Môn Tình Không, hy vọng Tây Môn Tình Không có thể chăm sóc một chút. Dù sao Ngụy Đa cũng là đệ tử của cha Tây Môn Tình Không, về tình về lý đều thể để Ngụy Đa xảy ra chuyện. Mặc kệ bên nào có quan hệ thân cận với huyền vi hơn, dù sao cũng đều là người bên cạnh huyền vi. Một ngụy đa không liên quan gì đến lợi ích, Tây Môn Tình không đã đồng ý. Như hữu đạo vừa đến thiên cốc đã xảy ra chuyện, Tây Môn Tình không không hy vọng ngụy đa bị cuốn vào nên đã ngăn cản y. Đạo ra, ngụy đa vẻ chờ đợi, gọi như hữu đạo một tiếng. Trước đây thấy như hữu đạo là gọi trưởng môn, sau đó phát hiện như hữu đạo không thích cách gọi kia, y liền đổi giọng. Nhưng như hữu đạo vừa nhìn thấy ngụy đa liền phiền, đụng phải người như ngụy đa sẽ khiến hắn không biết phải đối xử thế nào bạn bè có cách đối xử của bạn bè người bình thường có cách đối xử của người bình thường với kẻ địch thì có thể đối phó mà không chừa thủ đoạn nào nhưng người như ngụy đa thì phải làm sao không phải bạn bè nói là người bình thường lại có chút quan hệ với hắn cũng không phải kẻ địch không phải quan hệ cấp trên cấp dưới mà ngụy đa lại luôn tỏ thái độ như một con cún tuyệt đối trung thành nếu như ngụy đa đồng ý thoát khỏi thượng thanh tông Ngưu hiếu đạo có thể còn suy tính một chút nhưng quan trọng là ngụy đa này thẳng thắn nói rằng không thể rời thượng thanh tông người vừa đến thượng thanh tông đã coi kẻ bị thượng thanh tông này như trưởng môn là kiểu gì ngươi nhớ ta thì làm sao ta lại phải làm thế nào nhưng nghiêu hữu đạo cũng hiểu rất rõ ràng ngụy đa thật sự đối xử tốt với hắn ngươi nổi nóng với người ta cũng vô dụng đánh chửi gì cũng được người ta tùy tiện cho ngươi xử lý lại còn giữ nguyên cái vẻ không thèm oán hận một lời người như thế có phải bị bệnh thật phiền đụng với người như thế phiền chết đi mất cho nên nghiêu hữu đạo rất ghét ngụy đa đi nghiêu hữu đạo đánh tiếng với mọi người ước gì mau chóng bỏ lại ngụy đa mắt không thấy tâm không phiền ai ngờ ngụy đa tha thiết mong chờ nhìn theo sau lưng nghiêu hữu đạo như có con mắt mọc ra bỗng xoay người chỉ ngụy đa hét lớn một tiếng tiếng hét lớn đến mức tu sĩ nước vệ cũng có thể nghe thấy nếu người này còn đi theo lập tức làm thiệt cho ta ngụy đa há hốc mồm đứng tại chỗ y mong mỏi nhìn theo đám nghiêu hữu đạo phi vút đi đám người của nước vệ đi tới trưởng lão mộc ứng cao của linh hư phủ nói ngụy đa ngươi là tu sĩ nước vệ nếu muốn đi cùng người ngoài không muốn nghe nước vệ hô hào bây giờ có thể đi nói ra lời này hiển nhiên ông ta bất mãn với hành vi tự ý cách đội vừa rồi của ngụy đa ngụy đa lúng túng đúng là y muốn đi cùng nghiêu hữu đạo nhưng nghiêu hữu đạo lại không muốn đuổi theo liền muốn giết y nếu một mình rời khỏi đội ngũ nước vệ chỉ bằng một mình y muốn sống tiếp trong bí cảnh thiên đô e rằng quá gian nan Ta, Mộc, Mộc trưởng lão y nói chuyện khó khăn, chậm chạp khó biểu đạt rõ ý của mình. Lúc này, Tây Môn Tình không đeo kiếm bản to kiểu dáng cổ kính đi ra. Y đi theo ta, Mộc ứng cao à một cái nói, "Tây Môn Tình không, chẳng lẽ ngươi cũng muốn thoát ly đội ngũ nước vệ?" "Tây Môn Tình không, ông cả nghĩ quá rồi, muốn tìm kiếm linh trùng, mọi người nên sớm phân tán ra làm. Một đám đông người không nên tụ tập một chỗ mãi, linh trùng không có ý nghĩa gì đối với ta." Mặc kệ cuối cùng lấy được bao nhiêu, ta cũng sẽ không giữ lại một hạt nào, để hết cho các ngươi." Mộc ứng cao hừ lạnh, cùng mấy người của nước vệ đi luôn, ném lại hai người Tây Môn Tình Không và Ngụy Đa. Ngụy Đa nhìn theo bọn họ rời đi, có chút thất vọng cúi đầu. Tây Môn Tình Không chậm rãi bước tới trước mặt y, "Hành vi của ngươi đã khiến họ bất mãn, cho dù theo họ, họ cũng sẽ không nể mặt ngươi đâu, tất sẽ có lúc bắt ngươi đi mạo hiểm. Sự sống chết của ngươi không quan trọng đối với họ." Tách ra mỗi người đi một ngả cũng không phải chuyện xấu gì." Ngụy đa xấu hổ nói, "Liên Lụy, Lụy, Lụy đến tiền bối, chương 1126, kẻ ngu si này hai. Tây môn tình không, bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì đối với ta, đi cùng bọn họ, ta khó lòng phòng bị. Ban đầu ta cũng không có ý định đi cùng họ, không liên quan gì tới ngươi. Trong một năm nay, ngươi đi cùng ta, hy vọng đến lúc kết thúc thì chúng ta đều có thể sống sót rời khỏi đây." Dứt lời, ông xoay người chậm rãi cất bước, Ngụy Đa không còn lựa chọn khác, chỉ có thể lặng lẽ đi theo. Tây Môn Tình không quay đầu lại, thấy tâm tình y không cao. Nhiêu Hữu Đạo không cho người theo, người rất thất vọng. Ngụy Đa, ta có, có lỗi với hắn, Tây Môn Tình không, quyết định của Thượng Thanh Tông có quan hệ gì với ngươi? Nhiều chuyện không do ngươi làm chủ, hiện giờ hắn rất phiền phức, người đi theo hắn rất nguy hiểm. Thuận theo tự nhiên, không nên nghĩ nhiều, cũng không cần lo cho hắn. Hắn là loại người thông minh, tự có phương xử lý riêng. Hỏa phúc tự dước, không tới phiên người bảo vệ. Ông ta rất ít khi nhiều lời với một người không quen thuộc như vậy, càng không cần nói tới chăm sóc, vì thế giới này lạnh lẽo mà vô tình. Nhưng Ngụy Đa quả thực là ngoại lệ, ông ta chưa thân quen với Ngụy Đa, thậm chí trước khi đi thiên cốc không hề hiểu rõ chút nào. Đồng ý với đường nghi sẽ chăm sóc là một chuyện, mà lý do thứ hai là nể mặt huyền vi. Đồng ý thì đồng ý, cụ thể làm thế nào vẫn phải xem tình huống đường vi không đáng cho ông ta mạo hiểm huyền vi thì trông đợi vào ông ta sau khi tiếp xúc với ngụy đa phát hiện là kẻ cả lăm tu vi cũng không quá tốt ông ta cảm thấy lạ là vì sao thượng thanh tông lại cử y tới tham gia lẽ nào lợi dụng rác rưởi nếu đường nhi làm ra chuyện như vậy ông ta thân là hộ vệ của huyền vi nhất định phải cẩn thận một chút nên hỏi nhiều mấy câu vừa hỏi mới biết không phải thượng thanh tông bảo ngụy đa đến thậm chí thượng thanh tông phản đối y tới đây vốn muốn sắp xếp người khác tới là bản thân ngụy đa nhất định muốn đến tây môn tình không lại càng khó hiểu hỏi y là tại sao ngụy đa bấy giờ mới nói là vì ngư hữu đạo y không thể nhìn ngư hữu đạo một mình đi mạo hiểm ngụy đa cũng biết đường nghi nhờ tây môn tình không chăm sóc y đường nghi nói với y ngụy đa hỏi tây môn tình không có thể giúp y bảo vệ cả ngư hữu đạo hay không tây môn tình không không đồng ý sau đó ngụy đa cảm ơn ý tốt của tây môn tình không nói rằng sau khi đến bí cảnh thiên đô mình muốn tự đi cùng ngư hữu đạo Lúc đó Tây Môn Tình không không nói thêm gì, chỉ ngăn cản Ngụy Đa gặp mặt Ngưu Hữu Đạo ở Thiên Cốc. Người quan tâm đến Ngưu Hữu Đạo ở Thiên Cốc có quá nhiều, để họ biết Ngụy Đa có quan hệ với Ngưu Hữu Đạo không phải chuyện tốt đẹp gì. Mà lúc này thấy Ngụy Đa bị Ngưu Hữu Đạo bỏ lại, ông ta đứng ra, chủ động mang theo Ngụy Đa. Đối với Tây Môn Tình không mà nói, với thực lực của ông ta, một mình ông ta sẽ tự tại hơn nhiều. Mang theo một Ngụy Đa là một trói buộc với ông ta. Ngụy Đa này quá ngốc, Thế nhưng kẻ ngốc như vậy không nhiều, Tây Môn Tình không thích kẻ ngốc như vậy, cảm thấy kẻ ngốc này càng ít thì thế giới này càng vô nghĩa. Kẻ ngốc như vậy nên sống tiếp thì hơn, vì lẽ đó, ông ta mang theo kẻ ngốc Ngụy Đa. Bóng dáng Tây Môn Tình không đeo kiếm thẳng tắp và kiên cường, không nhanh không chậm cất bước, Ngụy Đa theo sau thì ủ rũ cúi đầu. Các tu sĩ phiêu miếu các gần đó thờ ơ lạnh nhạt, tận mắt chứng kiến đám người chia tách, sau đó bản thân mình cũng rời đi. Khu rừng đầy những cây cổ thụ cao che trời phủ đất này rất rộng lớn dưới tán cây có những vách đá, kênh rạch, phong tình khác lạ. Hướng đi của nhóm người nước Yến chịu ảnh hưởng bởi sự kiên trì của Ngưu Hữu Đạo, men theo con suối mà đi. Trên đường, nhóm người dừng lại lần thứ hai. Phía trước có người, là một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ mặc hoa y, một thân một mình đứng trên núi đá, phong tình vạn chủng chờ bọn họ. Loại nữ giới này rất dễ nhìn thấy trong đám đông, Ngưu Hữu Đạo đã chú ý thấy từ lúc ở Thiên Cốc. Hắn hỏi người khác mới biết, người này chính là cao thủ xếp hàng thứ hai trên đan bảng, Nhan Bảo Như. Trưởng lão Sơn Hải của tiêu giao cung đứng ra, gọi. Nhan Bảo Như, ngươi chặn đường chúng ta là muốn gì? Nhan Bảo Như vung tay áo lên trời một cái, cười duyên dáng. Trời đất bao la, chạy đi đâu chẳng được, ta đứng ở đây làm sao lại thành cản đường các ngươi? Đừng quá bá đạo, Sơn Hải cảnh cáo, tốt nhất đừng tự kiếm chuyện mất vui. Nhan Bảo Như giam tay áo, bồng bềnh bay tới, áo váy bay bay, đứng trước mặt Sơn Hải cũng có thể nói là ta chờ các ngươi ở chỗ này. Tiêu giao cung cấp tốc có hai cao thủ vào đến bên cạnh Sơn Hải đề phòng. Sơn Hải trầm giọng nói, chờ chúng ta, vì sao phải chờ chúng ta ở chỗ này? Nhan bảo như, đùa thôi, ta không cần thiết phải chờ các ngươi. Vòng tới vòng lui như đang đùa dẫn người ta, Sơn Hải rất không vui. Ngươi có ý gì? Nhan bảo như, đừng nóng vội, ta đang chờ người. Có điều, bản thân ta cũng không biết người ta đang chờ là ai, chỉ có thể nói là đợi người có duyên phải ngây ngốc ở chỗ quỷ quái này cả năm một mình thật quá tẻ nhạt muốn tìm người bạn nguyên một năm dài ăn mặc ở đi lại tự mình làm hết thì thật vất vả lại phiền phức cũng có thể nói là tìm người giúp làm việc vặt ta chờ ở đây xem ai có duyên với ta ta gặp được ai trước thì kết bạn với người đó nói xong nàng ta cười ha ha xem ra ta có duyên với các ngươi sơn hải ý của ngươi là người muốn nương tựa vào chúng ta nương tựa nhan bảo như lắc đầu Đừng nói khó nghe như vậy, những người trong môn phái như các ngươi luôn tự cho rằng đầu mình cao hơn người, đối đầu với Phiêu Miếu các còn chẳng phải ngang với con chó con. Ta không nương tựa vào ai hết, ta chỉ tìm người làm việc vặt, chăm sóc sinh hoạt áo cơm thường ngày của ta thôi. Đương nhiên, sẽ không để các ngươi phí công, kết bạn, nếu có người quấy rối chúng ta, ta cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, ngươi cảm thấy làm sao? Sơn Hải, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin sao? Nhan Bảo Như linh trùng đối với ta là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ánh mắt Sơn Hải lấp lẽ, nghe vào khá là động lòng. Có cao thủ như thế trợ lực, tại nơi như bí cảnh thiên đô này quả thực không phải chuyện xấu. Huống hồ, nhàn bảo như rất nổi danh khắp giới tu hành, luôn độc lai like độc vãng, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Người ta quả thực cũng không cần vì cướp linh trùng mà gây phiền toái. Sơn Hải quay về mọi người, thương lượng với nghiêm lập của tử kim động và trừ phong bình của linh kiếm Sơn. Ba người đều có cùng ý tưởng, cuối cùng chấp nhận nhan bảo như gia nhập bọn họ. Tuy nghiêu hữu đạo là đối tượng quan trọng được đám người nước yên, nhưng cũng chỉ là trong số các tu sĩ nước yên, ba phái lớn của nước yên vẫn nắm quyền ở đây, chuyện chủ yếu không tới phiên hắn làm chủ. Nhan bảo như gia nhập, nghiêu hữu đạo không biết là tốt hay xấu, không đưa ra ý kiến gì. Nhưng thừa dịp bên này xác nhận nhan bảo như lần cuối, hắn vẫn dặn người bên cạnh, không được để cho nữ nhân này tới bên cạnh ta. Vân cơ nghi ngờ, hẳn là có vấn đề gì không phải là có vấn đề gì mà là không biết có vấn đề gì không lúc trước còn thấy người xếp hạng thứ nhất trên đan bảng là tây môn tình không giờ lại gặp người xếp hạng thứ hai là nhan bảo như tuy chỉ là trùng hợp nhan bảo như nói cũng có lý nhưng hắn vẫn đề cao cảnh giác chỉ chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ khiến hắn nghi ngờ nơi này có rất nhiều người muốn chơi chết hắn mà hắn lại muốn sống sót trở về không thể không cẩn thận mà đây cũng là nhược điểm của người thông minh chuyện gì cũng nghĩ nhiều Ví như tô chiếu giả kia cũng là tình cờ, cũng khiến hắn cảnh giác. Nói trắng ra là, người như nghiêu hữu đạo, với bất kỳ chuyện trùng hợp hay tình cờ nào cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ. chương 1127, từng nhà một. Theo dõi cho ta, nghiêu hữu đạo không giải thích nguyên nhân mình đang nghi, tóm lại là không thể tiêu trừ lo nghĩ lúc trước, hắn vẫn phải lưu tâm một chút. Nghiêu hữu đạo nói vậy, người Nam Châu muốn không nghĩ cẩn thận cũng khó, ánh mắt nhìn nhan bảo như cũng thay đổi. Một nhóm người, nay đã thêm một tiếp tục tiến lên. Không bao lâu sau lại có người ngăn cản, lần này không phải một nữ nhân xinh đẹp mà là một nam nhân. Là một ông ta đầu cõng kiếm, giống nhau là, lai lịch của ông ta đầu cũng không nhỏ, cao thủ xếp hạng thứ sáu trong đan bảng, vu chiếu hành. Vẫn là trưởng ông ta tiêu giao cung sơn hải ra mặt tra hỏi, vu chiếu hành, cớ gì cản đường. Vu chiếu hành nói, ở cái nơi quỷ quái này một mình cả năm cũng không phải chuyện gì, vẫn là tìm vài người cùng đi thì tốt hơn, có vài việc lặt vặt không cần tự mình ra tay ta chờ ở đây gặp đoàn nào sẽ tham gia vào đoàn đó nếu không chê thì tính thêm ta vào các ngươi yên tâm mấy thứ linh chủng này không có tác dụng gì với ta ông ta nói vậy sơn hải không phản bác được tu sĩ yên quốc nhìn nhau đối phương nói không khác gì mấy nhan bảo như chỉ là có vẻ khá trùng hợp đều là cao thủ xếp hạng cao trong đan bảng hai người họ đã bàn bạc trước sao đừng nói là bọn họ ngay cả nhan bảo như cũng không nhịn được mà sượng mặt kỳ quái giờ khóc giờ cười trong lòng thầm tự hỏi Chuyện này là sao?" Khóe miệng Ngưu Hữu Đạo lại cong lên một điệu cười chiêu tức, tranh thủ lúc không có ai chú ý, hắn tới gần trưởng ông ta Tử Kim Động Nghiêm Lập thì thầm mấy câu. Nghiêm Lập hơi bất ngờ quay lại nhìn, Ngưu Hữu Đạo thản nhiên lùi ra. Khi tất cả mọi người đều cảm thấy nhan Bảo như và vô chiếu hành lần lượt xuất hiện thật là kỳ quặc, Nghiêm Lập liền ra mặt thuyết phục Liễu Sơn Hải và Trừ Phong Bình chấp nhận cho Vô Chiếu Hành gia nhập. Lý do của Nghiêm Lập là, Vô Chiếu Hành là bạn của ông ta, do ông ta mời tới, không vấn đề gì đã có ông ta ra mặt đảm bảo mọi người còn nói được gì nữa ngay trước mắt mọi người nghiêm lập nói với vu chiếu hành chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày vu huynh không cần lo chuyến này vu huynh chỉ cần hỗ trợ bảo vệ an toàn cho nghiêu hữu đạo là được vu chiếu hành liếc nhìn nghiêu hữu đạo thấy hắn cũng nhìn mình ánh mắt cười cười được vu chiếu hành gật đầu đồng ý đi thẳng tới chỗ nghiêu hữu đạo lúc nãy nghiêu hữu đạo đã cảnh báo về nhan bảo như không biết tình hình vu chiếu hành này như thế nào tóm lại hai người liên tiếp xuất hiện, hoàn toàn đáng nghi ngờ, mấy người vân cơ đều nghi ngờ, nhìn sang Nghiêu Hữu Đạo, thấy hắn khẽ gật đầu mới mở đường cho vô chiếu hành tới bên cạnh hắn. Thấy vô chiếu hành canh giữ bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo, lông mày nhan bảo như hơi nhíu lại. Không ít tu sĩ nước yên thấy cảnh này, trong lòng cảm khái không thôi, họ nhận ra người có thân phận có địa vị thực tốt, không cần làm gì hết, đến đây còn có cao thủ chuyên môn bảo vệ, không giống bọn họ, chỉ có thể bán mạng. Tiếp tục tiến lên, nhưng bầu không khí của đoàn người khá quỷ dị, nguyên nhân vẫn là do nhan bảo như cùng vu chiếu hành liên tiếp xuất hiện với cùng lý do. Khoảnh rừng này rất rộng, không mất nửa ngày không thể ra được, đoàn người cũng không vội vàng đi ra ngoài, nên trước khi ra khỏi đây, họ quyết định chỉnh đốn một chút. Vì cây trong khu rừng quá cao, cao tới mức không còn loại cây nào khác sinh trưởng được ở đây, linh thụ không thể sinh trưởng khi không có ánh nắng mặt trời, chỉ có thể ra khỏi đây mới tìm được linh thụ. Bởi vậy, ra khỏi đây mới bắt đầu cảnh giết chóc, mà trận giết chóc sau kỳ hạn một năm cũng sẽ kết thúc trong khu rừng này. Trước mắt, bí cảnh thiên đô mới bắt đầu, tất cả mọi người không lấy được linh trùng, tạm thời nơi này có thể nói là tương đối an toàn. Phần lớn mọi người đều ở lại đây nghỉ ngơi dưỡng sức rồi mới rời khu rừng này bắt đầu hành trình mạo hiểm ở bí cảnh. Tu sĩ nước yên cũng không ngoại lệ, đào hang ngay trên cành cây, một đám tu sĩ thi pháp nổ ra. Chỉ một gốc đại thụ mà cái hang nổ ra có thể chứa được hơn ngàn tu sĩ nước yên. Thời gian ở nơi này khác với bên ngoài, đi một ngày một đêm, bên ngoài đã qua hai ngày. Tới gần trạng vạng tối, trưởng ông ta Linh Kiếm Sơn Chử Phong Bình đã chạy tới hốc cây có nghiêu hữu đạo tìm nghiêu hữu đạo bàn chuyện. Trong hốc cây, Chử Phong Bình muốn đuổi những người khác đi, nghiêu hữu đạo khẽ gật đầu. Chờ người không có phận sự gì lui ra, hắn mới hỏi, không biết trừ trưởng ông ta có gì phân phó. Dường như cũng muốn nhìn rõ phản ứng của hắn, Chử Phong Bình thả Nguyệt Điệp ra hốc cây. Trên thực tế, Nguyệt Điệp không sống lâu được, nếu muốn nguyệt điệp của mình sống lâu cũng phải nghiền linh trùng trộn lẫn vào trong đồ ăn thức uống của nó. Nương theo ánh sáng của nguyệt điệp nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo dò xét một hồi, trừ phong bình thong thả nói, ta có một vị nữ tử dáng rất không tệ lắm, đưa tới cho ngài. Nghiêu hữu đạo âm thầm cười khổ, đại khái đoán được ông ta muốn gì, một nhà lại một nhà, xem ra không đồng ý không được. Hắn thở dài, sau đó thì sao? Dù không phải tuyệt đại giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ngài cũng rất xứng cưới đi, ngài là người thông minh, hẳn là hiểu ý ta, ta nghe hiểu, chỉ là, đệ tử của ngài cam tâm tình nguyện sao. Ta không muốn cưới một người không muốn gả cho ta, ngài đi tới nước này rồi không còn đường quay đầu lại nữa, đã tới mức độ này còn xử sự theo cảm tính, thì có lỗi với mình, cũng có lỗi với những người đi theo ngài. Người ở vị trí nào sẽ phải gánh vác trách nhiệm ở vị trí ấy? Tương tự như vậy, nàng ấy có cam tâm tình nguyện có quan trọng không? Nàng ấy là một người sống sờ sờ, ngài làm sư phụ chẳng lẽ không nghĩ tới cảm nghĩ của nàng ấy chút nào người trẻ tuổi đôi khi suy nghĩ thật ngây thơ không thực tế huống chi nàng ấy cũng đồng ý dù trong lòng có vài phần không tình nguyện chỉ cần hai người sau này ở chung lâu ngày đương nhiên sẽ có tình cảm ngài cũng không nên suy nghĩ nhiều ta không hèn hạ vô sỉ như ngài nghĩ đâu vì ta là sư phụ của nàng ấy cho nên ta phải nghĩ cho nàng ấy nếu nàng ấy kết hợp với ngài lợi ích nhận được có lẽ vất vả cả đời ở tông môn cũng không đổi được có cha mẹ nào không hy vọng nữ nhi của mình được gả tốt tấm lòng của ta với nàng ấy khác nào cha mẹ ruột chính nàng cũng biết mình sẽ có được cái gì nếu không sẽ không đồng ý thực sự chỉ vì tốt cho nàng ấy trừ trường ông ta không vì chính mình chút nào sao nàng ấy tốt ta làm sư phụ đương nhiên cũng tốt ta tốt nàng ấy làm đồ đệ đương nhiên cũng tốt lúc đầu ta cũng không muốn tới đây tông môn lại dặn ta làm chủ chuyện này nên ta mới cố mà làm ngài yên tâm ta sẽ không tùy tiện chọn một người bậy bạ mà gả cho ngài đâu người này không tệ lắm ngài không cần ngại vì có liên quan tới lợi ích nếu ta không đồng ý thì sao ngài không đồng ý ta không lấy được quyền trưởng khống nam châu ta còn có thể để cho linh kiếm sơn nỗ lực hy sinh để bảo vệ ngài sao không bảo vệ ngài là nhẹ nếu ta còn vướng chân ngài tình cảnh của ngài lại càng thêm nguy hiểm ta khuyên ngài không nên vọng động thì hơn ông ta không nói sớm hơn mà tới bí cảnh thiên đô mới nói hiển nhiên đã dự mưu tốt Ngưu Hiếu Đạo nói, ngài cũng biết tình cảnh của ta, toa như lai yêu cầu quá hà khắc rồi, ta gần như không có đường sống, ngài nhẫn tâm gả đồ đệ mình cho một người chết. Ngay từ đầu, ngài đã nhắc tới việc này, tự nhận không may. Sau đó, ta quan sát phát hiện, hình như ngài không lo lắng chút nào. Linh Kiếm Sơn ta cũng biết một chút về năng lực của ngài, quả thực không đơn giản, cộng thêm vô chiếu hành, đã thúc đẩy ta quyết định đánh cược một lần. Ngưu Hiếu Đạo trêu chọc, dù sao cũng chỉ là hy sinh một vị nữ đệ tử mà thôi, có thể nói là chưa đến mức hy sinh, chỉ là ngủ cùng ta thôi mà, không mất mát gì, đúng không? Trường 1128, 30 triệu. Muốn đứng hạng nhất cần tập trung tất cả linh chủng của nước yên mới đủ, thiếu người của linh kiếm sơn không xong. Ngài không còn lựa chọn nào khác, như hiểu đạo gật đầu, trừ trưởng ông ta thực sự là người tốt. Việc này ta sẽ cân nhắc nghiêm túc, cho ta chút thời gian. Sự kiên nhẫn của ta có hạn thôi, ngài định cân nhắc bao lâu. Nghiêu hiểu đạo xòe ra 5 ngón tay, 5 ngày bắt đầu từ bây giờ, trong vòng 5 ngày, nhất định ta sẽ cho trừ trưởng ông ta một câu trả lời chắc chắn. Được, 5 ngày, trừ phong bình đồng ý, không nói nhiều nữa, lập tức quay người đi. như hữu đạo cũng rời khỏi hốc cây tới hốc của nghiêm lập, bán trừ phong bình. Biết hành vi âm thầm của trừ phong bình, nghiêm lập cười lạnh, ra hỏa hèn hạ vô sỉ giỏi thật. Đúng là không biết xấu hổ, nghiêm trưởng ông ta, ta nghe theo sắp xếp của ngài. Ngài nói không được, ta sẽ lập tức từ chối ông ta đương nhiên nghiêm lập mới nói một nửa đã đưa tay chặn lại nghĩ một lát lắc đầu nói ông ta để có thể nói thẳng chuyện này đủ thấy tâm ý của ngài ta rất vui nhưng tạm thời không nên từ chối nếu không ông ta ra hỏa kia cản trở sẽ phiền phức lắm ngài để ta nghĩ biện pháp cẩn thận được vậy việc này giao cho nghiêm trưởng ông ta an bài đúng rồi ta có chút việc muốn rời đi một lát hy vọng nghiêm trưởng ông ta phối hợp một chút quay lại hốc cây của mình như hữu đạo lại đi tìm vu chiếu hành sau khi trao đổi, biết Nghiêu Hữu Đạo muốn rời đi một mình, cũng muốn mình phối hợp yểm hộ, Vu Chiếu Hành từ chối luôn, không được, một mình ngài rời đi quá nguy hiểm. Dù ai cũng biết hiện giờ có quá nhiều người muốn chơi chết Nghiêu Hữu Đạo, dù ông ta có đích thân bảo vệ Nghiêu Hữu Đạo rời đi cũng chưa chắc đã có thể đảm bảo hắn an toàn, huống chi là để cho Nghiêu Hữu Đạo đi một mình, làm sao ông ta đồng ý cho được. Nguy hiểm, có thể đoán được kết quả của ta sau một năm, còn có chuyện gì nguy hiểm hơn có đầu rút cổ cầu an ổn sao? nghiêu hữu đạo hỏi ngược lại vu chiếu hành hiểu hắn muốn nói tới chuyện gì một năm sau nếu không đứng hạm thứ nhất toa như lai sẽ chơi chết nghiêu hữu đạo coi đầu rút cổ thế này tạm thời an toàn nhưng nhiều nhất cũng chỉ an toàn được một năm ông ta nói nhẹ nhàng hơn ngài ra ngoài một mình muốn làm gì vậy kết quả một năm sau đã có người sắp xếp rồi ta không có đường lui hắn rút một nửa thanh kiếm trong tay nguyệt điệp chiếu dọi xuống thân kiếm như thủy ngân lưu động nên chuẩn bị trước còn làm gì, người không nên hỏi nhiều, tóm lại là để bảo mệnh, không phải vì muốn chết. Phu chiếu hành trầm mặc, cuối cùng, từ từ nói, cẩn thận một chút. Hắn đi không bao lâu, nghiêm lập phái một người có vóc dáng tương tự hắn tới. Đệ tử này vào trong hốc cây, như hữu đạo đổi y phục với y, rồi đeo mặt nạ rời đi, để lại đệ tử đó trong hốc cây. Phu chiếu hành đứng chờ trên trà cây bên ngoài, sau khi ra ngoài, nhiều hữu đạo thì thầm dặn dò vài câu rồi nương theo bóng đêm lặng lẽ chạy trốn theo hướng nghiêm lập đã sắp xếp. Phu chiếu hành canh dư ở cửa hang, không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào quấy giày. Viên cương nhận được thư, xem chữ viết, hắn ta liền xác định được là do nghiêu hữu đạo viết. Đọc xong, viên,